tuyên việc về 2002 năm Trương Viễn, nắm giữ một bộ chính mình cầu thủ tuyển chọn hệ thống. Vì thế trước tiên anh lợi dụng màu sắc của World Cup 2002 để phát tài, bắt đầu chọn lựa thiên tài bóng đá từ trong nước, sau khi treo lên đánh một đám đội bóng trong nước, đưa nhóm cầu thủ này đến năm giải đấu lớn ở châu Âu đá bóng và phá vỡ kết cấu của thế giới bóng đá. Trải qua không ngừng phân tích, Trương Viễn phát hiện hệ thống đem cầu thủ chia làm 8 loại, theo thứ tự là Vua bóng đá Chỉ có bộ ba Pele, Maradona và Messi bị gán mát này siêu cấp siêu sao. Đại tiểu La, Cela, Rivando, di đàn những này tại ngũ cầu thủ bị đánh lên cái nhãn hiệu này, lão ngôi sao bóng đá Trung Cruyff, Beckenber, Kempet, Mater, Romario các loại bị đánh lên cái nhãn hiệu này, đều là vượt thời đại nhân vật. Chương 1 Kiếp nổ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm 2025, buổi tối mùng 1 Tết, trong thành phố vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, trên đường không có mấy người, đèn xanh đèn đỏ két két biến hóa màu sắc, đèn xe chiếu lên con đường phía trước, trên đường phố yên tĩnh đáng sợ. Từ sau khi cấm đốt pháo hoa, năm này trôi qua càng ngày càng tẻ nhạt vô vị, cũng chính là cả nhà Đoàn Viên mới có thể mang đến cho mọi người bận rộn một năm vui vẻ ngắn ngủi. Lúc này Trương Viễn lại không hưởng thụ cả nhà Đoàn Viên hắn lái một chiếc Tesla mới tinh chạy trên đường cái của thành phố Lịch Thành, tin đồn gần đây về chiếc xe này không dứt bên tai, khiến cho lão tài xế trương viễn này có chút khẩn trương. Để phân tán sự chú ý, anh nhớ tới hôm nay là ngày quốc túc thi đấu với Việt Nam, vì thế theo thói quen đưa tay phải về phía trước, anh muốn mở radio nghe radio, đây cũng là thói quen ban đầu anh dưỡng thành khi lái xe tiệp đạt. Nhưng tay anh chạm vào một màn hình và anh liếc nhìn, vị trí của đài điều khiển trung tâm không có nút radio chỉ có một màn hình lớn rực rỡ trong hoa trương viễn mở màn hình nhất thời không biết radio ở đâu muốn hỏi vị đại ca hàng sau kia trong miệng hắn chỉ biết lầm bầm nói điểm chỗ đó điểm chỗ đó trương viễn đành phải buông tha là một người hâm mộ bóng đá cực độ thất vọng đối với bóng đá trung quốc trương viễn đã có một thời gian không xem bóng đá trung quốc xem chỉ có phiền lòng vốn trương viễn mấy năm nay mọi việc không thuận lợi đã đủ phiền lòng rồi bốn năm trước trương viễn từ chức khỏi đơn vị nói là từ chức kỳ thật cũng là bất đắc dĩ công ty đã thay đổi cổ đông lớn đợt thanh lý đầu tiên chính là nhân viên kỳ cựu làm việc ở đơn vị mười mấy năm như anh tiền lương lại cao còn chưa tăng thêm hiệu quả và lợi ích trở thành gánh nặng ông chủ mới thay đổi pháp luật dày vào bọn họ không ngừng điều cương vị giảm lương cuối cùng khiến cho mấy người trương viễn bọn họ thật sự không ở nổi nữa cùng đơn vị bàn điều kiện từ chức đi ra Trương Viễn tự mình thành lập một công ty tư vấn đầu tư nhỏ, vốn công ty tư vấn không thể thay khách quản lý tài chính, nhưng mấy khách hàng cũ tìm Trương Viễn hỗ trợ thao tác, Trương Viễn vừa vặn thiếu tiền, không cẩn thận suy nghĩ đã tiếp nhận. Kết quả vận khí không tốt, vượt qua một đợt ngã mạnh, hai bên thiếu chút nữa nổ kho. Cuối cùng bình thường đi ra, thua thiệt không ít. Khách hàng muốn kiện anh ta, anh ta đành phải bán một căn nhà để trả một phần tiền. Còn lại đánh giấy nợ, chậm rãi trả, công ty cũng làm không nổi nữa, đành phải đóng cửa. Sau khi công ty đóng cửa, Trương Viễn đưa đồ ăn bên ngoài, chạy qua mạng hẹn xe, hiện tại chủ yếu là chạy thay lái, người đến tuổi trung niên tự hồ chỉ có thể làm cái này, nếu không thì là bảo vệ, giữ cửa đại gia. Năm ngoái vợ thật sự chịu không nổi, ly hôn với Trương Viễn, lúc trước đã nói làm đinh khắc. Ly hôn cũng không có chuyện gì quá phiền toái, đồ trong nhà chia một phần, hai người liền ai chạy đồ nấy một người thật sự không chịu nổi trương viễn liền đi ra ngoài lái hộ sau đó liền nhận danh sách như vậy đến nơi an toàn trả chìa khóa xe lại cho chủ xe trương viễn từ cốc sau lấy ra chiếc xe nhỏ chạy bằng điện của mình kéo ra cưỡi lên chuẩn bị về nhà lúc này anh nhớ tới trận đấu của quốc túc có thể còn chưa kết thúc vì thế lấy điện thoại di động ra mở tiêu đề hôm nay tiến vào truyền hình trực tiếp nhìn thoáng qua trận đấu một phút trước vừa mới kết thúc quốc túc 1.3 bại bởi Việt Nam. Mẹ nó, thật để Phạm Đại Tướng Quân nói đúng, thật sự là mặt mũi đều không cần, mùng một Tết, chỉ biết ngột ngạt. Là một người hâm mộ cũ, khi còn nhỏ, Trương Viễn đã theo bố xem giải vô địch bóng đá thế giới, sau khi lớn lên đến trung tâm thế thao tỉnh xem giải vô địch bóng đá A, Trung Siêu. Ngoài công việc và gia đình, thời gian còn lại dành cho bóng đá. Lúc còn trẻ hắn xuất tiền xuất lực, thành lập qua một chi đội bóng đánh qua giải đấu nghiệp dư trong thành phố, theo tuổi tác của các cầu thủ càng lúc càng lớn, từng người thành gia lập nghiệp, ai chạy đồ nấy, đã thật lâu không liên lạc. Bóng đá mang đến cho hắn niềm vui, cùng ba năm hảo hữu, mấy ly bia làm bạn là ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc sống của hắn. Bóng đá cũng mang đến cho anh bi thương, năm 1999, anh học đại học, cùng mấy người bạn tốt trạng sáng ở nhà bạn học xem trận chung kết Âu quan, khi ngôi sao bóng đá Đức mà anh yêu thích nhất Matthew 38 tuổi sắp chạm vào chiếc cúp Âu Quan đầu tiên của anh, cậu nhóc Na Uy có khuôn mặt búp bê tên là Suso kia ở giai đoạn bổ sung đã đánh vào một quả bóng vượt qua. Năm 2005, khi anh ta còn điên cuồng theo đuổi một cô gái, đêm Istanbul của AC Milan đã diễn ra. Mang đến cho Trương Viễn tổn thương nhiều nhất đương nhiên là quốc túc, ngoại trừ năm 2001 từng mang đến cho hắn niềm vui ngắn ngủi, từ khi hắn bắt đầu nhớ lại, bóng đá Trung Quốc chính là khổng lão phu tử chuyển nhà. Tất cả đều là thua. Không riêng gì thua, các loại dèm pha không ngừng, không ít người còn vào ngục giam, nhưng cho dù như vậy, bóng đá Trung Quốc vẫn rối tinh rối mù. Cổ phiếu A và quốc túc là đối tượng người Trung Quốc thích trêu chọc nhất. Trước sau như một ổn định, trước sau như một bầy nát. Thậm chí còn có thành ngữ mới kinh điển như cổ túc vĩnh viễn vứt bỏ. Thật không may chính là, là một fan hâm mộ lâu năm trương viễn còn làm việc lâu dài ở công ty chứng khoán sau khi từ chức còn bị cổ phiếu a hại thiếu chút nữa phá sản bóng đá cùng cổ phiếu a đi theo trương viễn hơn nửa đời người xui xẻo như vậy cũng không gì hơn cái này trương viễn từng có một giấc mộng chờ mình kiếm đủ tiền trên thị trường chứng khoán nhất định dựa theo suy nghĩ của mình thành lập một câu lạc bộ cải thiện huấn luyện thành lập đội bóng hắn thậm chí nghiêm túc nghiên cứu con đường cuộc khởi của bóng đá Nhật Bản, ảo tưởng mình trở thành xuyên nguyên tam lang của Trung Quốc. Nhưng hiện thực tàn khốc ngay trước mắt, đội Trung Quốc 1.3 bại bởi Việt Nam, vẫn là vào mùng một Tết. Hiện thực chính là như vậy ma huyễn, năm đó Phạm Đại tướng quân một câu. Thua Thái Lan xong, lại thua Việt Nam Myanmar, mặt mũi đều không còn bị cho là trêu chọc nói rất nhiều năm, tại hôm nay kết trắng chắc thực địa tác ở Trung Quốc bóng đá trên mặt. Market có thể viết ra trăm năm cô độc, đều viết không ra Trung Quốc bóng đá vạn năm im lặng. Trương Viễn cưỡi con lừa điện nhỏ của mình chạy ở phía nam thành phố Lịch Thành, thành phố Lịch Thành Nam Cao Bắc Thấp, nơi này là một vùng núi đồi núi liên miên. Bên tay phải chính là vùng núi, từng giao lộ nhỏ hiện lên bên người, mỗi giao lộ nhỏ đều có thể cảm giác được có độ dốc rất cao. Trương Viễn còn đang ảo tưởng. Nếu kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán, có lẽ tôi đã có thể bắt đầu thành lập câu lạc bộ của mình rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Viễn có chút thất thần. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bên phải giao lộ nhỏ có đạo mãnh liệt bạch quang bắn thẳng đến. Trương Viễn quay đầu sang phải, một cái bóng đen cực lớn đánh hai đạo cường quang từ trên núi gạo thét hướng hắn vọt tới. Trương Viễn trong nháy mắt cảm thấy đĩa CD hình dạng một mảnh vần sáng từ trước mắt lóe ra hướng mặt của hắn bay tới, từ mi gian xuyên qua trong đầu của hắn hiện lên một mảnh thảm cỏ cùng một đám thanh xuân giàu dạc thiếu niên, sau đó trước mắt tối sầm. Chương 2 Quay về 2002 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đỉnh đầu có một mảnh ánh sáng đang lóe lên, trương viễn mơ mơ màng màng mở mắt, lóe ra ánh sáng trắng là trong trần nhà đèn huỳnh quang côn phát ra, có thể dùng thời gian có chút dài, ánh đèn lóe lên lóe lên, phát ra tê tê thanh âm. Trương Viễn phát hiện mình nằm trên sofa vải dài quen thuộc. Bên tai là tiếng ồn cu u, đó là tiếng quạt của máy điều hòa phòng máy và máy máy chủ HP cùng với máy chuyển mạch. Lúc này, bên tai truyền đến chính là trận đại là có chút bén nhọn mà cực kỳ có lực xuyên thấu thanh âm. Trương Viễn, đứng lên, nên tan tầm. Trương Viễn xoay người từ trên sofa ngồi dậy, ngẩng đầu, nhìn Trần Đại Cực mới từ bên ngoài đi vào, đèn lớn trên đỉnh đầu chính là hắn mở ra trương viễn vẻ mặt kinh ngạc hô lên rất là râu của ngươi đâu tóc ngươi mọc ra ngươi không phải hói đầu sao trần đại càng thêm kinh ngạc nhìn hắn trương viễn ngươi choáng váng sao ngươi mới hói đầu đâu ngày hôm qua tăng ca đến nửa đêm ngươi ngủ hồ đồ đi tăng ca tối hôm qua rõ ràng tôi đang lái hộ mà trương viễn lầm bầm nói lại nhìn xem Trần Đại là khuôn mặt trẻ tuổi, sạch sẽ, mặt đầy collagen protein. Hắn dùng sức dụi dụi mắt, đây là Trần Đại trong lôi thôi lết hết, râu ria không cạo, cả ngày dép lê quần cọc sao. Trương Viễn nghĩ không đúng, hắn rời khỏi công ty nhỏ này đã nhiều năm, rất nhiều cũng đã sớm từ công ty chuyển công tác đến một công ty khác. Trương Viễn bốn phía nhìn lại, văn phòng giống như 20 năm trước, vừa mới trang hoàng xong, sạch sẽ gọn gàng. Giữa phòng máy và phòng làm việc dùng tường thủy tinh rộng thùng thình dày nặng ngăn cách, cửa phòng máy mở rộng, từng đợt gió lạnh từ trong phòng máy thổi qua. Trên bàn đặt mấy cái màn hình, vẫn là cái loại màn hình CRT đầu to này, đem mặt bàn văn phòng cơ hồ đều chiếm đầy. Trương Viễn đi tới, mở ra bị vây ngủ đông trạng thái màn hình, hệ thống vậy mà vẫn là Windows XP hệ thống, lại mở ra góc dưới bên phải, mặt trên thình lình hiển thị 2002 năm ngày 28 tháng 5. Đầu ốc trương viễn ông ông một cái. Ta là xuyên việt. Xuyên việt đến năm 2002. Trương viễn đè nén trái tim kích động, dùng bàn tay run rẩy mở ra thể thao tân lan, mặt trên rõ ràng viết: Cúp thế giới sắp khai mạc, quốc túc sắp bắt đầu hành trình cúp thế giới lần đầu tiên. Đây là phòng máy của bộ phận kinh doanh chứng khoán đại phong đây là ngày 28 tháng 5 năm 2002, Cúp Thế Giới Hàng. Nhật sắp khai mạc, 10 ngày sau quốc túc sẽ nghênh chiến với đội Brazil. Trương Viễn ngồi phịch xuống ghế thì Thảo nói. Ngày 28 tháng 5 năm 2002, tôi trở về 20 năm trước. Trần Đại là nhìn thoáng qua có chút thất hồn lạc phách Trương Viễn, nói. Ngươi không sao chứ, đêm qua vất vả rồi, ngươi hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Trương Viễn dùng sức khoát tay áo, xem như tạm biệt Trần Đại, xoay người rời đi, thuận tay mang theo cửa phòng cháy vừa dày vừa nặng của phòng máy. Máy điều hòa phòng máy thổi ra gió rất lạnh, tâm Trương Viễn cũng rất nóng, trong lòng hắn loạn thành một nồi cháo, hắn nghĩ nhất định phải làm chút chuyện, nhưng lại không biết làm chuyện gì mới tốt. Trương Viễn ép bản thân bình tĩnh lại, dùng sức vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của mình, bắt đầu vuốt lại suy nghĩ hỗn loạn của mình. Năm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2002, tôi còn làm việc ở bộ phận máy tính của bộ phận kinh doanh chứng khoán Đại Phong. Năm ngoái tốt nghiệp đại học, nguyên lai làm tổng hợp bố trí ở một công ty Internet, bởi vì tiếp nhận công trình bố trí của bộ phận kinh doanh chứng khoán Đại Phong, khiến mã tổng của chứng khoán Đại Phong nhìn trúng, lặng lẽ đào tới, đi theo Trần Đại làm công tác bảo trì phòng máy của bộ phận máy tính. Mã tổng gọi là mã lập thanh, ngựa đứng trên cỏ xanh, không đói. Trần Đại là quản lý bộ phận máy tính, lớn hơn tôi 3 tuổi, năm ngoái tìm được một cô bạn gái xinh đẹp, tên là Tiểu Phương, cái đầu rất cao, tốt nghiệp từ nhỏ, giỏi ca múa. Giao thừa năm nay, đơn vị tụ hội, mấy người chúng ta độc thân một mực khác, trong thôn có một cô nương tên là Tiểu Phương, bộ dạng xinh đẹp lại thiện lương, một đôi mắt to xinh đẹp, bím tóc thô lại dài, rất là vui tươi hớn hở, một ly tiếp một ly uống rượu, cuối cùng trùng xuống dưới bàn, vẫn là ta cùng Mã Tổng đem hắn đưa về nhà, người này tử trầm tử trầm, còn ở lầu 6, thiếu chút nữa đem ta mệt chết. Trương Viễn tiếp tục nhớ lại, bây giờ hắn còn chưa có bạn gái, vợ quen biết năm 2005 là một nữ lập trình viên, tên là Phùng Tiểu Tỉnh, dáng dấp văng văng lẳng lặng, làn da trắng như tuyết, mắt to, vóc dáng 168 cm, chân dài. Trương Viễn vừa nhìn đã coi trọng cô, người ta không coi trọng Trương Viễn Bất quá trương viễn ngược lại không nổi giận, cuốn quyết đánh nhau hơn một năm, cuối cùng vẫn là bởi vì bạn trai cũ của tiểu tỉnh chia tay, mới để cho trương viễn nhặt được sơ hở. Cho nên quan hệ của hai người bọn họ vẫn không thể nói là thân mật, tiểu tỉnh cũng không biết là yêu anh hay không yêu anh, hai người chính là kết bạn sống qua ngày, ngoại trừ cuộc sống tình dục tương đối hài hòa, những thứ khác đều không thể nói là hài hòa, vẫn không được tự nhiên xoay chuyển qua mười mấy năm. Suy nghĩ nhiều như vậy, Trương Viễn vẫn nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao mình lại xuyên qua đến năm 2002? Đột nhiên cảm giác được một trận nước tiểu, Trương Viễn kéo cửa phòng cháy vừa dày vừa nặng đi ra, đối diện phòng máy chính là VWC, C, Trương Viễn lắc mình đi vào. Từ nhà vệ sinh đi ra, chợt nghe thấy phòng khách hàng bên cạnh có người đang ồn ào. "Anh không ra được, hôm nay anh đừng nghĩ mở một chút." Một giọng nói khác không phục. Bốn cái mũ tôi còn không tin hôm nay không mở được một chút. Trương Viễn đi tới, nhìn thấy mấy cái khách hàng đang đánh, đủ cấp, đây là tệ đông tỉnh cực kỳ lưu hành một loại bài tú lơ khơ trò chơi, sáu người đánh, ba người một nhóm, chỉ cần đánh nhau, cha mẹ đều không nhận, náo nhiệt phi phạm, đa dạng chồng chất. Lúc Trương Viễn đi vào, khách hàng lão thôi cùng lão Trương đánh đối đầu, lão thôi sờ một ván bài tốt, sống chết không cho lão Trương mở ra một chút, lão Trương tức giận không qua, hai người đang mắng chửi đỉnh đạt đánh nhau. Đám khách hàng này là đại hộ của bộ phận kinh doanh, là khách hàng chất lượng tốt của bộ phận kinh doanh, bộ phận kinh doanh sinh tồn phải dựa vào tiền hoa hồng giao dịch của bọn họ. Bất quá bọn họ cũng không phải đèn cạn dầu, mỗi ngày sau khi sở giao dịch đóng cửa cũng không về nhà, ở đây đánh bài, ngoại trừ vui chơi náo nhiệt cũng là vì có điều hòa. Lịch Thành có danh hiệu Giang Bắc đệ nhất hỏa lô, cuối tháng 5 thành phố Lịch Thành đã rất nóng. Mã tổng từng nhiều lần nghĩ biện pháp để cho bọn họ về nhà sớm một chút, nhưng không có tác dụng gì. Có lúc nóng nảy, mấy vị đại thần này liền lấy chuyển hộ làm uy hiếp, khiến cho Mã tổng một chút chiêu cũng không có, nhốt mình ở trong phòng hờn dỗi, Mã Lập Thanh thành con lừa buồn bực. Trong phòng khách hàng tám chín người trung niên 450 tuổi tụ tập cùng một chỗ, sáu người ở trên sân đánh đến khí thế ngất trời, bên cạnh còn có mấy người xem cuộc chiến cũng ồn ào. Trương Viễn nhất thời cảm thấy cảnh tượng này trở nên thân thiết, bộ phận kinh doanh chứng khoán Đại Phong cơ hồ là toàn bộ tuổi thanh xuân của hắn, vui vẻ, khổ não, buồn bực của hắn đều liên quan mật thiết đến bộ phận kinh doanh này. Bởi vì cả ngày sửa máy móc, kiểm tra mạng cho nhóm khách hàng này, Trương Viễn đều rất quen thuộc với những khách hàng này. Trái tim Trương Viễn trong nháy mắt liền trở về 20 năm trước, dung nhập vào thế giới này, không tự chủ được nói với lão thôi. Thôi đại gia, đã hơn 6 giờ rồi còn không về nhà ngươi không sợ thôi đại nương dọn dẹp ngươi a à, lão thôi liếc trương viễn một cái đàn ông đừng quấy rối lão trương lập tức không mở cửa được nữa nhìn ta ba đồng treo tiểu hổ diệt hắn bốn cái mũ tình cảnh tiếp tục náo nhiệt lên trương viễn nhìn cảnh tượng quen thuộc nhưng lại rất xa xôi này lại hoảng hốt hẳn lên lúc này bên cạnh xem náo nhiệt lão thạch đột nhiên quay đầu hỏi trương viễn tiểu trương world cup sắp bắt đầu ngươi thấy thế nào a à, quốc cục quốc túc năng tiểu tổ vào vòng trong sao? Ngươi cảm thấy ai có thể đoạt giải quán quân, trương viễn A một chút, sau đó lại hắc hắc hai tiếng, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lão Thạch lại nói. Ngươi nói xem bác cường có thể có ai, ta đây liền đi mua một tấm, hôm nay là mua quốc cục bác cường vé ngày cuối cùng. Lúc này mới có bao nhiêu tiền a à? ngươi cổ phiếu bồi thường càng nhiều, 39 mua mau đài, hiện tại đều rớt xuống 35 đi bên cạnh một cái khác xem kịch lão vương không quên sống chết lão thạch. Lão thạch đỏ mặt giải thích. Đây là giá trị đầu tư, dây dài, dây dài, hơn nữa, mau đài qua vài ngày sẽ chia hoa hồng. Trương Viễn bắt đầu liều mạng nhớ lại, trong ký ức còn tồn tại của ông, tổng số tiền thưởng của giải vô địch bóng đá thế giới giải vô địch bóng đá thế thao năm 2002 là 125 triệu, không ai trúng thưởng. Hôm nay là ngày cuối cùng. Trương Viễn đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng trở về phòng máy, cầm lấy ba lô nhỏ của mình, xoay người xông ra ngoài. Chương 3. Bay tới tiền của Phi Nghĩa. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Trương Viễn chạy ra cửa, nhìn thấy chiếc xe đạp rách nát nhiều năm trước của mình vẫn đổ ở dưới lầu đơn vị, dưới giỏ xe đều rách nát, lộ ra mấy sợi dây thép rỉ sét loang lỗ, bên trong ngỗ ngang nhét mấy tấm quảng cáo nhỏ. Anh mở khóa xe đạp nhảy lên ghế xe, chạy như bay. Trương Viễn rất nhanh liền tìm được một cái sổ số thể thao nhỏ. Phòng đầu cửa lớn nhỏ tương đương với một lối đi nhỏ, có một cái điều hòa nhỏ, không tính là quá nóng. Trên vách tường hai bên dán vài tấm bản thật to, có số liệu cạnh tranh World Cup, còn có số liệu sổ số 6, một may mắn, bên trong chen chút 6-7 người. Một vị đại ca ngồi trên băng ghế dài trước bảng may mắn 6 một miệng lẩm bẩm lẩm bẩm kỳ trước ra 15 rồi, 15 khả năng không lớn, 9, số lẻ đã có 7 rồi. Bên cạnh một cái mập mạp hướng hắn quát. Đừng lầm bầm, phiền muốn chết, ta cái này điền đơn đâu, mặt khác hai người chen chúc tại máy đánh phiếu trước, muốn mua World Cup bác cường cạnh tranh đoán, hai người mua được rất nhiều, máy đánh phiếu hừ hừ mà đánh. Người đánh vé là một tiểu mập mạp trắng trẻo sạch sẽ, nhìn tuổi tác cùng trương viễn bây giờ chênh lệch không nhiều lắm, lúc nói chuyện lông mày nhướng lên, rất có cảm giác vui mừng, ngược lại rất có kiên nhẫn, còn thường thường lên tiếng khuyên nhủ hai người cãi nhau. Lý ca, anh không cần để ý lão bạch đầu, hắn cứ như vậy, anh coi như hắn không ở đây. Trương Viễn Chen đến trước mặt tiểu bạch mập mạp xin một tờ đơn đặt cược, ngồi ở trên ghế dài, hồi tưởng danh sách bát cường. Brazil là quán quân, 3R thời đại vô địch, Đức là thứ hai, có canh cùng ba rắc, thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ, cái này không sai, Quốc túc chỗ tổ có hai cái bốn vị trí đầu, Hàn Quốc đội lợi dụng chủ nhà thuận tiện. Trước hắc Italy sau hắc Tây Ban Nha, Brazil thắng Anh Quốc, tiểu la cái kia đặc sắc treo cửa, Senegal là lần đó hắc mã. Brazil, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Anh, Senegal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tổng cộng 7 cái, cuối cùng cái kia là ai? Trương Viễn theo thói quen hướng trong túi quần móc ra, gặp chuyện bất giác hỏi độ nương, nhưng mà, móc ra lại là một cái Motorola lật nắp điện thoại di động, Trương Viễn buồn cười, lúc này mới ý thức được, đây là 2002 năm, vẫn là hai dê thời đại. Điện thoại di động thông minh Apple còn chưa ra đời, Huawei vẫn chỉ là một công ty sản xuất máy trao đổi trình điều khiển, ông chủ của ông chủ nhà máy Lam Lục Lão Đoạn còn đang mân mê từng bước cao. Hơn nữa, cho dù ra đời, chuyện không xảy ra, cũng tra không được a. À. Trương Viễn có chút lúng cúng, hắn lần nữa liều mạng mà bắt đầu hồi tưởng, Nhật Bản, không phải, 16 cường bị đào thải, Hà Lan, giống như sẽ không tiến World Cup, Pháp, Pháp tiểu tổ thi đấu liền đào thải, Argentina, là Argentina sao? Trương Viễn không tự chủ được nói ra, họ lý cái kia mập mạp ở bên cạnh nhìn Trương Viễn một cái. Ta cũng cảm thấy Argentina có thể tiến vào World Cup bát cường, dù sao ta cảm thấy, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ ba đội này khẳng định không được. Trương Viễn đột nhiên tỉnh ngộ, trong lòng mặc niệm. Đúng vậy, cuối cùng một cái bát cường đội ngũ là nước Mỹ, nước Đức tiểu thắng nước Mỹ tiến vào tứ cường. Trương Viễn đè nén nội tâm mừng như điên, cầm lấy phiếu đặt cược cẩn thận điền vào, điền xong lại tỉ mỉ đối vài lần, mới đưa phiếu đặt cược cho tiểu bạch mập mạp, lông mày tiểu bạch mập mạp lại bắt đầu đồng. Anh, mua mấy cược? Liền cái tổ hợp này, mua lên 10 đặt. Trương Viễn nhỏ giọng nói, ra khỏi cửa hàng sổ số, số, Trương Viễn cẩn thận từng ly từng tí bỏ sổ số, số vào ví tiền trong ba lô nhỏ, lại chậm rãi kéo khóa kéo ba lô nhỏ, sợ kéo hỏng khóa kéo. Đeo ba lô, đẩy xe đạp, trở về văn phòng. Hắn lại nằm ở cái kia dài vải bố trên ghế salon, mệt mỏi Trương Viễn rất nhanh đi ngủ. Ngày này giống như đã qua 10 năm, hay là hôm nay tất cả đều là một giấc mộng. Hơn 20 ngày sau, Trương Viễn xác nhận đây không phải là mơ. Trên một tờ báo nào đó viết. Sổ số thể thao 8 giải bóng đá mạnh nhất World Cup mở ra 10 giải thưởng lớn nhất. Tổng cộng 50 triệu, được một thanh niên thần bí ông đồn. Bên cạnh chữ viết là ảnh chụp một người lĩnh thưởng đeo mặt nạ đầu heo ông chi phiếu cực lớn. Trương Viễn vốn muốn lấy mũ trùm đầu hầu ca, ai ngờ không thấy rõ ràng, cất đầu heo của nhị sư huynh giao tiền rồi đi. Nói là 50 triệu, để phóng viên lừa dối quyên góp 2 triệu, cộng thêm khấu trừ 20% thuế, tới tay tổng cộng 38,4 triệu. Trước khi xuyên việc, tài sản khách hàng quản lý tài chính của Trương Viễn ước chừng là hơn 10 triệu, hắn đối mặt với con số này cũng không phải đặc biệt cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đột nhiên đối mặt với số tiền lớn như vậy, Trương Viễn vẫn có chút không biết làm sao, hắn biết vào đầu thế kỷ 21, đây là một khoản tiền rất lớn, lúc này Ba mã hai năm trước mới nhận được khoản đầu tư đầu tiên của băng, cũng không quá 20 triệu đô la Mỹ. Trở lại thế giới này, trương viễn cảm giác thập phần bất tiện, máy móc tốc độ chậm như ốc sên không nói, Internet vẫn là một cái AGSL đường dây riêng, bởi vì là đơn vị mười mấy người cùng nhau dùng, tốc độ càng là chậm thái quá. Mở một trang web, ảnh chụp từng thẻ từng thẻ đi ra, còn thường xuyên kẹt bất động. Đặc biệt là khi xem ảnh người đẹp trước tiên hãy chải cho bạn một bầu trời xanh sau đó chải một lọn tóc còn lại hãy đoán xem màn hình giống như đang đùa bạn bạn đoán xem người đẹp phía dưới mặt gì vừa đến lúc này trương viễn hoặc là đi toilet hoặc là mở phần mềm tiền long ra xem cổ phiếu đây là một phần mềm tiết lộ giá thị trường chứng khoán trong mạng cục bộ hầu như mạng cục bộ của mỗi bộ phận kinh doanh chứng khoán đều đang sử dụng phần mềm này nằm ở vị trí độc quyền tuyệt đối Bộ phần mềm này là do người bảo đảo Trung Quốc khai thác, lúc đó cũng coi như kiếm được đầy bồn đầy bát, còn đi sàn giao dịch khu hành chính đặc biệt lâm cản đưa ra thị trường. Đến thời đại Internet, không theo kịp làn sóng của thời đại, bị sóng sau chụp trên bãi cát. Màn hình thường dừng lại ở giao diện 600.519, như một phan hâm mộ lớn của Mao Đài. Trước khi xuyên Việt, hắn nhớ rõ xu thế mười mấy năm nay của Mao Đài từ năm 2005 đến 2025, mỗi một điểm cao điểm thấp đều làm cho Trương Viễn cảm khái muôn vàng, lại vì không ngừng bỏ qua nó mà hối hận không thôi. Trương Viễn nhìn nó từ mấy chục đồng ban đầu, tăng lên hơn 2.000 đồng cao nhất. Sàn giao dịch thậm chí đã đặc biệt sửa đổi định dạng cơ sở dữ liệu cho anh ta vì giá giao dịch vượt quá giới hạn trên của định dạng cơ sở dữ liệu của sàn giao dịch hiện tại Mao Đài nằm ở giá gần 35 đồng, điều này làm cho Trương Viễn mỗi ngày đều chảy nước miếng coi trọng vài lần, không ngừng cảm thán nói. Thật thương mại tiện nghi. Vài ngày trước, Trương Viễn mở một tài khoản chứng khoán ở một bộ phận kinh doanh khác tên là chứng khoán Viêm Hoàng, tuy rằng hắn biết đây là vi phạm quy định, nhưng cha mẹ không ở bên cạnh, dùng tên người khác mở tài khoản chính mình lại không yên lòng. Dù sao tiền tới tay, hắn là muốn từ chức nữ quản lý bộ phận giao dịch chứng khoán Viêm Hoàng là một chị gái chưa đến 30 tuổi, dáng người rất xinh đẹp, vóc dáng cao 1m7, kiểu tóc gần sống thịnh hành. Ngày mở tài khoản vừa vặn cô cũng ở đó, đứng ở trạm kia, cực kỳ nổi bật, Trương Viễn không khỏi nhìn thêm vài lần. Ngành chứng khoán có rất nhiều người chuyển từ hệ thống ngân hàng sang, còn giữ lại rất nhiều tác phong của hệ thống ngân hàng. Nhưng người chị này có chút khác biệt, đặc biệt có ý thức phục vụ thấy có khách hàng mới mở tài khoản, đều đưa danh thiếp, cùng người ta hàng huyên vài câu. Trương Viễn cũng không ngoại lệ nhận được danh thiếp của cô, trên đó viết ba chữ Tân Phi Mẫn. Trương Viễn lập tức nhớ kỹ cái tên hơi khó đọc này. Lúc này còn chưa có ba bên quản lý, chuyển khoản ngân hàng còn rất không dùng được, chứng khoán còn có quầy tiền mặt, 35 triệu tài chính phải chuyển rất nhiều lần, dùng thời gian hai ngày mới chuyển xong. Trong chuyện này Tân Phi Mẫn gọi điện thoại cho Trương Viễn bọn họ tự nhiên trở nên thân thiết. Sáng sớm hôm nay, Trương Viễn đã đến văn phòng sớm, đến lò nước nóng nhận ly nước nóng. Kiểm tra thiết bị phòng máy sớm hơn bình thường nửa giờ, tất cả đều bình thường. Sau đó lại cầm lấy cây lau nhà, cẩn thận kéo sàn văn phòng một lần, lúc Trần Đại Cực vào cửa đều ngây ngẩn cả người. "Trương Viễn, cậu uống nhầm thuốc rồi phải không?" Trương Viễn đương nhiên không uống nhầm thuốc, chiều hôm qua tiền đã vào tài khoản hôm nay hắn sẽ mua mau đại hắn tâm tâm niệm niệm. Đối với hắn mà nói, sắp đi hướng nhân sinh đỉnh phong, cưới bạch phú Mỹ, trong lòng tự nhiên không thể thiếu một chút kích động. Cuối cùng cũng đến giờ bắt đầu phiên giao dịch, Trương Viễn cầm điện thoại trên bàn, gọi điện thoại ủy thác cho Viêm Hoàng. Trương Viễn dựa theo giọng nói nhắc nhở từng bước từng bước làm tiếp. Trương Viễn trong lòng nghĩ. Dù sao cái này cổ phiếu muốn tăng tới 2.000 nhiều đấy, trực tiếp treo tăng giá mua đi, vì vậy Trương Viễn trực tiếp treo 39.04 tăng giá, một phen toa cát, đem 35 triệu đều mua vào. Trước màn hình giá thị trường của tiền long bình thường chỉ có khoảng 10 triệu mau đài giao dịch, khiến 35 triệu này của Trương Viễn trực tiếp đưa mau đài quý châu lên mức tăng. Chương 4 Thiên tuyển chi nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trận chung kết World Cup sắp bắt đầu, Trương Viễn ngồi trên sofa ở nhà mở TV. Đây là hắn xuyên Việt về 2002 năm sau lần đầu tiên xem World Cup trận đấu. Đối với anh mà nói, World Cup lần này cũng không quá đặc sắc. Ngoại trừ Brazil bên ngoài, rất nhiều đội bóng thời khắc máu chốt đều rất dây xích, như nước Pháp, Argentina tiểu tổ thi đấu liền đều không có vào vòng trong, World Cup, châu Âu Cup hai chất vô địch Pháp đội dĩ nhiên tại mở màn chiến thượng bùng nổ bại bởi Senegal. Đương nhiên Italy và Tây Ban Nha xui xẻo nhất, bọn họ đụng phải một chủ nhà không có giới hạn nhất, dưới động tác thô lỗ và trạm cát đen không kiên nể gì của đội Hàn Quốc, Italy và Tây Ban Nha song song bị loại. Điều này khiến cho người hâm mộ nhiều nước khẩu chiến, thậm chí nhiều năm sau vừa nhắc tới cúp thế giới Hàn Nhật, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến chính là chủ nhà không có giới hạn này, cùng với cảnh đội viên Hàn Quốc cố ý đá vào gáy mãi nhĩ đế ni. Hơn nữa đội Trung Quốc mang theo một đống trứng lẻ về nhà. Trương Viễn vẫn không dậy nổi cảm xúc xem bóng. Ngoài ra còn có một yếu tố quan trọng khiến anh ta không thể xem bóng. Không biết vì cái gì, khi hắn vừa mở TV, chuyển tới bóng đá thi đấu kênh, Trương Viễn liền trước mắt biến thành màu đen, tim đập da tóc, dị thường khó chịu. Khi ống kính đặc biệt quay cận cảnh cho một cầu thủ nào đó, trái tim Trương Viễn hận không thể nhảy ra khỏi cơ thể, một nguồn máu già sẽ phun ra, điều này làm cho hắn căn bản không thể xem bóng bình thường đến lúc này chỉ cần tắt đi tivi hoặc là đổi thành cái khác kênh thân thể của hắn có thể rất nhanh khôi phục bình thường trương viễn thậm chí cảm thấy thân thể có thể xảy ra vấn đề gì đó còn đi bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần bác sĩ kiểm tra sức khỏe nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe của hắn nói cậu trẻ tuổi này cường tráng giống như ngé con tật xấu gì cũng không có a à. trương viễn vẻ mặt mơ hồ nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe không ngừng cùng bác sĩ miêu tả lại tình trạng của hắn, bác sĩ tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói Người nếu thật không yên tâm, lại đi khoa tâm thần kiểm tra. Sau khi trải qua hai ba lần như vậy, trương viễn dứt khoát không xem World Cup nữa, người khác xem World Cup là hưởng thụ vui vẻ, hắn xem World Cup là tìm đường chết không ngừng thăm dò. Sau đó lại nghĩ, dù sao cúp Thế Giới 2002 hàng Nhật, hắn đã xem qua một lần, có nhìn hay không cũng không sao cả. Từ khi không xem bóng đá, thân thể hắn cũng chưa từng xuất hiện dị thương. Nhưng hôm nay là trận chung kết, là một người hâm mộ lâu năm, Trương Viễn vẫn không nhìn được mở tivi xem World Cup. Một bình luận viên họ Hoàng đang kích tình mênh mông nói lời dạo đầu, cách màn hình cũng có thể cảm giác được kích tình nước bọt tung tóe của hắn. Cái loại khó chịu khó hiểu này lại đánh úp lại. Trương Viễn lại một lần nữa cảm thấy một trận mê muội, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen đồng thời miệng khô lưỡi khô. Trương Viễn vội vàng đứng lên, xoay người đi, chuẩn bị vào phòng ngủ nằm một lát, cũng không tắt tivi, nghĩ thầm. Không cho xem, nghe một chút tóm lại không sao chứ. Lúc xoay người nhìn thấy trên bàn trà đặt mấy lon hồng ngưu. Đây là đồ uống chức năng Mã Tổng thường uống, Mã Tổng luôn là một cao thủ bóng rổ, vận động thường xuyên mang theo hồng ngưu, trong cốc sau chiếc GL8 của hắn đặt vài thùng, lúc Trương Viễn chơi bóng với Mã Tổng thường xuyên mang theo mấy thùng mang về. Trương Viễn trong miệng khát khô, tiện tay cầm một bình, uống vào. Cảm giác mê muội lập tức giảm bớt một ít, đồng thời mạng đen trước mắt dần dần tiêu tán, trong tivi truyền đến thanh âm diễn tấu quốc ca, Trương Viễn không tự giác quay đầu đi. Trong tivi, các cầu thủ đang hát quốc ca, 3R, Carlos, Cafu, Jerim, Neville, kênh dần dần ở Trương Viễn trong mắt rõ ràng lên cảm giác áp lực trong ngực cũng bắt đầu chậm rãi biến mất trương viễn ngửa cổ uống hết đồ uống còn lại trong lon lại thuận tay mở ra một lon khác đây là thuốc giải sao dù sao đi nữa có thể xem bóng luôn luôn tốt cầu thủ từ giữa sân cùng nhau cố gắng lên sau đó tản đi bốn phía đứng vững vị trí trên sân bóng chờ đợi tiếng còi của trọng tài vang lên lúc này màn hình lớn xuất hiện đặc tả của ronan đầu a phúc khờ khạo răng thỏ mang tính biểu tượng Lúc này, Trương Viễn lại cảm thấy đầu óc bắt đầu cấp tốc sung huyết, hắn vội vàng lại uống một ngụm hồng ngưu. Lúc này, quỷ dị cảnh tượng xuất hiện. Trong đầu của hắn thoáng hiện ra một cái kỳ dị hình ảnh, tại Ronaldo trước người xuất hiện một trương bán trong suốt thể hình dạng hình ảnh, mặt trên rõ ràng viết. Tên Ronaldo ngày sinh Ngày 18 tháng 9 năm 1976 cấp độ ngôi sao Siêu sao vị trí Tiền đạo giá trị thể chất. 8,5 giá trị bùng nổ. 9,8 giá trị kết hợp bóng người. 9,5 giá trị khả năng truyền bóng. 9,5 quan điểm đại cục của sân bóng. 9.0 giá trị năng lực sút bóng. 10.0 giá trị năng lực tấn công. 9,8 giá trị năng lực phòng thủ. 6,0 kỹ năng đặc biệt. Con lắc hơn người, đuôi trâu hơn người, biến tướng điểm yếu của người chơi nguy cơ chấn thương cao hơn người chơi bình thường bản mẫu nôn trương viễn quả thực không thể tin được hắn mở to hai mắt nghĩ thầm chẳng lẽ đây là chức năng mới của đài truyền hình lúc này trọng tài thổi lên tiếng còi bắt đầu trận đấu ống kính tivi từ cận cảnh cầu thủ chuyển tới toàn bộ sân bóng lớn hình ảnh kia trong nháy mắt liền biến mất trương viễn đại não cùng trái tim cũng nhanh chóng khôi phục bình thường trương viễn có chút kinh hoảng nhìn trận đấu khi hắn còn không cách nào phán đoán vừa rồi xuất hiện cảnh tượng có phải là ảo giác của mình hay không, canh đặc sắc cứu vớt ngăn cản Clayton một cước phi thường có uy hiếp bắn xa, đưa tới toàn trường kinh hô. Trong TV xuất hiện đặc tả của canh, lúc này Trương Viễn lại cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, một luồng nhiệt lưu xông vào trong đầu, hình ảnh quỷ dị vừa rồi lại xuất hiện. Oliver Canh sinh ngày 15 tháng 6 năm 1969 hạng sao. Tóc thủ môn vị trí thủ môn tiết kiệm 10 khả năng cân bằng 9.0 tay cầm bóng 8.0 tốc độ 9.5 chân lớn 9.0 bao sờ 9.0 vị trí đứng 9.0 linh hoạt 8.5 phản ứng 9.0 bình tĩnh 8.0 phản ứng thứ hai 9.0 kỹ năng đặc biệt lion hoa khuyết điểm đôi khi có bơ bản mẫu, nồn rất nhanh hình ảnh cận cảnh hiện lên, hình ảnh kỳ diệu kia lại biến mất. Lần này, Trương Viễn tin chắc đây không phải là ảo giác, đây cũng không phải đài truyền hình chức năng mới, đài truyền hình hình ảnh ngoại trừ điểm số bên ngoài cũng không có cái khác dư thừa biểu hiện. Trương Viễn đã quên mình là đang xem bóng đá trận đấu, hắn hết sức chăm chú nhìn chầm chầm màn hình, liền chờ xuất hiện cầu thủ cận cảnh ống kính. Không làm cho Trương Viễn thất vọng, khi ống kính cận cảnh cầu thủ xuất hiện, Trương Viễn sẽ cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, sau đó hình ảnh kia sẽ xuất hiện. Với hai cú ghi bàn của Ronald Brazil đã giành được chức vô địch như ý nguyện. Khi Cafu nâng cốc đại lực thần lên và dẫn dắt đội Brazil lật tung toàn trường, Trương Viễn ngơ ngác ngồi bên cạnh TV, nghe bình luận viên gần như hò hét giải thích, nhìn người hâm mộ Brazil cùng hoang và người hâm mộ Đức mất mát trong sân bóng. Trương Viễn hồi tưởng lại kinh nghiệm thần kỳ hơn một tháng này, còn có hình ảnh kỳ dị không ngừng thoáng hiện trong đầu vừa rồi. Anh đột nhiên nhận ra. Anh trở lại 2002, có lẽ là một sứ mệnh, một sứ mệnh liên quan đến bóng đá. Trương Viễn xuyên qua trước kia đoạn hôn mê kỳ, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả những gì xảy ra tối nay đã thuyết phục anh ta rằng một chương trình hệ thống đánh giá cầu thủ đã được cấy vào não anh ta. Và kết hợp hữu cơ với đầu óc của mình khi nhìn thấy thảm cỏ, chương trình sẽ tự động khởi động thông qua hệ thống thần kinh của não, sau đó hiển thị hình ảnh kỳ lạ đó. Mà trước đó mê mùi cùng trước mắt biến thành màu đen, là bởi vì muốn khởi động chương trình này cần tiêu hao năng lượng tương đối lớn, thân thể của mình tạm thời còn không thể thích ứng cũng cung cấp năng lượng tương ứng, cho tới hôm nay ngẫu nhiên uống xong hồng ngư, bổ sung năng lượng, để cho chương trình khởi động bình thường. Trương Viễn cúi đầu nhìn lại, dưới lòng bàn chân đã ném 4,5 bình hồng ngưu rỗng. Trương Viễn nhớ tới, ngày xuyên qua là ngày 1 tháng 2 năm 2025, mùng 1 Tết. Trong thời khắc nhân dân cả nước vui mừng ngày hội, quốc túc lại thua dưới chân Việt Nam với tỷ số gần như sỉ nhục, thật sự ghê tởm một phen người hâm mộ cả nước. Mà hắn lại phi thường, trùng hợp, tại 2002 năm hàng Nhật World Cup hai ngày trước xuyên Việt trở về. Lúc này, một thanh âm không ngừng ở trong đầu trương viễn xoay quanh trương viễn người chính là thiên tuyển chi tử ngươi trở lại nơi này chính là vì cứu vớt trung quốc bóng đá có lẽ là thường xuyên khởi động trình tự trương viễn cảm thấy vô cùng buồn ngủ nằm trên sofa mơ hồ quá khứ chương 5 thời gian hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau khi ý thức được sứ mệnh của mình Trương Viễn bình tĩnh phân tích tình cảnh và tương lai của mình. Đầu tiên hắn phải tích góp từng tí một vốn nhất định, bóng đá là một công việc rất đốt tiền, không có vốn nhất định muốn làm tốt nó gần như không có khả năng. Mặc dù anh có lòng tin vào Mao Đài, nhưng nói thật, Mao Đài gần đó năm 2002 đi thành cái dạng gì, anh cũng quên không còn một mảnh. Tiếp theo, hắn muốn rèn luyện thân thể, chính mình hiện tại dựa vào hồng ngư cung cái kia hình ảnh khởi động không phải kế lâu dài, nhất định phải đem chính mình rèn luyện được vô cùng cường đại, dựa vào tự thân năng lượng là có thể khởi động nó. Vì thế hắn bắt đầu mỗi tuần đi sân thể dục chạy bộ rèn luyện, cuối tuần đi vạn Phật Sơn, đây là một ngọn núi nhỏ không cao ở phía nam thành phố Lịch Thành, độ cao so với mực nước biển cũng chỉ hơn 200 mét, lúc mới bắt đầu trương viễn leo lên còn mệt đến thở hồng hộc nửa ngày không lên được, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, hắn 15 phút là có thể lên đỉnh. Còn có một chuyện phi thường trọng yếu, chính là muốn dựng một cái có thể đồng tâm hợp lực đoàn đội, đây là để cho Trương Viễn đau đầu nhất sự tình, vòng bóng đá hắn có nghe thấy, biết bên trong một ít chuyện xấu xa, muốn từ một cái bùng nhão trong hố tìm mấy cái bạch liên hoa, độ khó không nhỏ, chuyện này không thể gấp, phải từ từ sẽ đến. Từ khi Trương Viễn lần đầu tiên mua Mao Đài, sau khi bắt đầu phiên giao dịch đánh ra cái giá tăng kia, Mao Đài liền bắt đầu giảm gần 2 năm, thời điểm nhiều nhất giảm đi 1 phần 3, tuy rằng ở giữa không ngừng chia hoa hồng tặng cổ phiếu, vẫn không có hồi vốn. Nếu như không phải Trương Viễn biết tương lai nó nhất định có thể tăng tới 2.000 đồng trở lên, phỏng chừng là không có lòng tin vẫn tiếp tục nắm giữ. Trong lúc này lão Trương Thạch đầu tức bệnh hai lần, có một lần còn ở viện 10 ngày, thế cho nên ở trước mặt hắn cũng không dám nhắc tới hai chữ mau đài, chỉ sợ hắn không cẩn thận làm lỡ. Điều này làm cho tâm khí của Trương Viễn bị đã kích nhất định, vì thế hắn bắt đầu an tâm làm việc và sinh hoạt sang năm mới trương viễn mua một căn nhà ở lịch thành nghỉ qua vài năm nữa cha mẹ về hưu đón cha mẹ tới cùng một chỗ cha mẹ cũng vui vẻ sống cùng một chỗ với con trai chỉ là còn chưa tới tuổi về hưu còn phải chờ vài năm quan hệ giữa hắn và tân phi mẫn trở nên thân mật tân phi mẫn chỉ lớn hơn trương viễn một tuổi lớn hơn trương viễn bốn tuổi chỉ là kết hôn tương đối sớm 23 tuổi vừa tới tuổi kết hôn liền kết hôn, năm 28 tuổi, người chồng làm phó tổng công ty bất động sản của cô ngoại tình với một nữ sinh đại học, hai người ly hôn, không có con. Chồng cô là quan nhị đại, dáng dấp rất đẹp trai nhưng cũng rất hoa tâm, tốt nghiệp đại học danh tiếng, năm đó cũng nhìn thấy dáng người xinh đẹp của Tân Phi Mẫn mới theo đuổi cô. Bất quá Tân Phi Mẫn là một người cùng công việc, tuy rằng ly hôn, bề ngoài nhìn cũng không thèm để ý có một lần Hiệp hội Chứng khoán tỉnh tổ chức một hội nghị, tổ chức chính sách cải cách phân bổ cổ phần cho các bộ phận kinh doanh, bên Chứng khoán Đại Phong vốn muốn phái Trần Đại Cực và quản lý bộ phận giao dịch Vương Bằng cùng đi tham gia hội nghị, nhưng rất bận rộn chuẩn bị hôn lễ, không có thời gian, liền để cho Trương Viễn và Vương Bằng đi tham gia. Trong hội nghị gặp Tân Phi Mẫn, Tân Phi Mẫn liếc mắt một cái liền nhận ra khách quý của hắn, Trương Viễn tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng bộ dạng mi thanh một tú, nhất là cái mũi cao ngất, độ nhận biết rất cao trương viễn tự nhiên nhớ rõ bộ dáng sống lớn mỹ nữ luôn làm cho người ta nhớ mãi không quên chuyện sau này giống như nước chảy thành sông trương viễn hẹn tân phi mẫn ăn cơm mấy lần rất nhanh đã đuổi kịp chị phi trương viễn có tiền lại trẻ tuổi tân phi mẫn mới vừa ly hôn chính là thời điểm trống rỗng củi khô lửa cháy vừa chạm vào liền chạm vào hai người rất nhanh liền lên giường không biết xấu hổ ở cùng một chỗ tuổi trẻ không biết tỉ tỉ tốt sai đem lô ly trở thành bảo bối hiện tại trương viễn trên tâm lý tự nhiên đã không phải năm đó cái kia ngay thơ thiếu niên hắn phi thường hưởng thụ cùng tân phi mẫn cùng một chỗ sinh hoạt so với phùng tiểu tỉnh cứng rắn như vậy tân phi mẫn càng thêm ôn nhu mê người cô không chỉ có tướng mạo xuất chúng dáng người hạng nhất hơn nữa thành thục săn sóc giỏi hiểu lòng người quanh năm làm công tác tiếp đãi khách hàng đối nhân xử thế làm cho người ta đặc biệt thoải mái loại cảm giác thoải mái khi ở chung này làm cho Trương Viễn muốn ngừng mà không được. Mà Trương Viễn tuổi trẻ, thể lực cường tráng, tính cách lưu manh cùng thỉnh thoảng lãng mạn cũng rất hợp khẩu vị của Tân Phi Mẫn. Nhìn bộ dáng mau đài rất giá không ngừng, Trương Viễn có một đoạn thời gian cũng đã không còn quan tâm đến giá cả của hắn nữa. Trương Viễn có đôi khi thậm chí sẽ hoài nghi chính mình, có lẽ chính mình cũng không phải là người được thiên tuyển kia, nhiệm vụ cứu vớt quốc túc gian khổ như vậy vì sao phải rơi xuống đầu ta? Cuộc sống bình bình đạm đạm như vậy cũng rất tốt. Quay đầu lại nói với chị Phi, hai người kết hôn, sinh con búp bê, chẳng phải đẹp sao? Nhưng mỗi lần xem bóng đá thi đấu, cái kia kỳ dị hình ảnh sẽ tràn vào trong đầu, thời khắc nhắc nhở Trương Viễn, hắn là có sứ mệnh, hắn còn là thiên tuyển chi tử. Cuộc sống hạnh phúc hiện tại có lẽ chỉ là ông trời cho hắn một chút bồi thường. Trước khi trở thành người cầm kiếm, La Tập còn cùng Trang Nhan trải qua cuộc sống thế ngoại đào nguyên vài năm trong thung lũng nhỏ ở Thụy Sĩ. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, Trương Viễn phát hiện trình tự này ở trong đầu, chỉ có nhìn thấy sân cỏ mới có thể bị khởi động. Không chỉ các vận động viên trên TV có thể hiển thị dữ liệu đầy đủ, thậm chí xem bóng trực tiếp, nếu nhìn chầm chầm vào một cầu thủ, trong đầu cũng sẽ hiện ra hình ảnh dữ liệu của anh ta. Trải qua không ngừng phân tích, Trương Viễn phát hiện hệ thống đem cầu thủ chia làm 8 loại, theo thứ tự là Vua bóng đá Chỉ có bộ ba Pele, Maradona và Messi bị gán mát này siêu cấp siêu sao Đại tiểu La, Cela, Rivando, Di đang những này tại ngũ cầu thủ bị đánh lên cái nhãn hiệu này Lão ngôi sao bóng đá Trung Cruyff, Beckenbauer, Kempet, Mater, Romario các loại bị đánh lên nhãn hiệu Đều là vượt thời đại nhân vật Cầu thủ cao cấp có thể được đánh dấu thành cái nhãn hiệu này cơ bản đều là cầu thủ đứng đầu các vị trí như Henry, Sechenkorn, trung tiền vệ Villa, Rio Kader, các Bạch Bố, hậu vệ trái Mã Nhĩ Đế Ni, Lợi Trác Lạp Tổ, Các hậu vệ phải Tạp Phúc, Tác Nội Đế Vân Vân. Ngôi sao bóng đá Chủ lực của năm giải đấu lớn hoặc một số cầu thủ trung tâm của năm giải đấu lớn sẽ bị đánh vào cái nhãn này. Cầu thủ cao cấp cầu thủ chủ lực hoặc luân phiên chủ lực của năm giải đấu lớn sẽ nằm trong phân loại này cầu thủ trung cấp thay thế cho năm giải đấu lớn và cầu thủ chủ lực của các giải đấu chuyên nghiệp khác cầu thủ bình thường cầu thủ có thể đáp ứng tiêu chuẩn vượt qua bóng đá chuyên nghiệp khác không giải thích đương nhiên có một số cầu thủ của đội bóng bình thường cũng sẽ bị đánh lên nhãn hiệu cầu thủ cao cấp và cầu thủ bóng đá bọn họ có năng lực đánh lên trận đấu cấp cao hơn chỉ là tạm thời còn chưa được khai quật. Trong toàn bộ trung siêu, anh ta đã tìm thấy một số cầu thủ có số liệu tốt, từng có một số cầu thủ được đánh dấu là ngôi sao bóng đá, nhưng những cầu thủ này không thể giữ được số liệu tốt, thường thì sau một hai năm đỉnh cao sẽ nhanh chóng rơi xuống, giảm xuống thành cầu thủ trung cấp hoặc cầu thủ bình thường, thậm chí không ít cầu thủ trên sân trung siêu được đánh dấu là những người khác. Trái lại cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc đã xuất hiện một lượng lớn cầu thủ có số liệu tốt hơn nữa ở một số số liệu đã đạt tới tiêu chuẩn thế giới, số lượng cầu thủ ngôi sao bóng đá tăng vọt, thậm chí đã xuất hiện ngôi sao bóng đá cao cấp. Mà đối với cầu thủ trẻ còn đang trong thời gian dài mà nói, phương diện này trị số lại càng giống như là giá trị thiên phú, nói cách khác, trị số xuất hiện là khu vực giới hạn mà cầu thủ trẻ có thể đạt tới trong tương lai. Khác với phân loại cầu thủ sau 20 tuổi, phân loại cầu thủ Trung Quốc trước 20 tuổi tỉ mỉ hơn một chút. Chia làm 11 loại, theo thứ tự là Ngôi sao tương lai tương lai châu Âu chủ lực tương lai châu Âu thay đổi năm giải đấu lớn trong tương lai năm giải đấu lớn trong tương lai siêu sao tương lai ngôi sao tương lai tương lai trung siêu chủ lực tương lai trung siêu luân phiên tương lai thay thế khác khi cầu thủ lớn lên, phần dữ liệu này sẽ thay đổi. Trương Viễn sắp xếp lại một bộ từ điển dữ liệu. So sánh giá trị thiên phú của trẻ em ở các độ tuổi khác nhau theo chiều dọc và chiều ngang, để ông có thể hiểu rõ hơn dữ liệu của chương trình. Sau một thời gian tập thể dục, Giang Doan đã có thể điều khiển sự khởi động của chương trình, biến tự động khởi động của chương trình thành chế độ khởi động bằng tay. Trình tự khởi động quá mức tiêu hao năng lượng, mỗi lần khởi động đều làm cho Trương Viễn tương đối mệt mỏi, điều này làm cho Trương Viễn cũng không thường khởi động bộ trình tự này. Dù sao hiện tại mao đài của hắn còn không có dâng lên, hắn hiện tại có thể làm chính là hảo hảo hưởng thụ cuộc sống cùng phi tỷ, mỹ nữ ôn nhu hương thật sự làm cho người ta khó có thể quên. Cuộc sống hạnh phúc điềm đạm luôn ngắn ngủi, thời gian rất nhanh đã tới năm 2008. Thời gian gần 6 năm, Trương Viễn làm công việc của một nhân viên bộ phận máy tính, kiểm tra hệ thống theo thông lệ, nâng cấp hệ thống, tán gẫu tán gẫu với mấy khách hàng cũ nhưng cuộc sống kỳ thật đã xảy ra rất nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là Internet phát triển quá nhanh chóng. Trương Viễn tự nhiên biết tốc độ của hắn, đối với hắn mà nói, chỉ là đem kinh nghiệm đã từng trải qua một lần nữa mà thôi. Năm 2008, Trương Viễn cũng biết đây là một cái năm gì, tại chính mình hơn 40 năm trong trí nhớ, không có cái năm đó giống năm 2008 để cho hắn ký ức khắc sâu. Mở đầu năm mới phía Nam liền đụng phải tuyết lớn trăm năm khó gặp, Tiếp theo chính là nước Mỹ lệ bùng nổ khủng hoảng tài chính, sau đó là động đất 5,12, khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh ngày 8 tháng 8. Năm 2008 gần như tập trung tất cả những buồn vui ly hợp của Trương Viễn. Tiếp theo là Mao Đài bắt đầu tăng, sau khi cải cách phân bổ cổ phần, giá cổ phiếu Mao Đài bay vút lên trời, đến năm 2008 đã tăng lên tới hơn 200, hơn nữa trải qua nhiều lần chia hoa hồng tặng cổ phiếu. Sau mỗi lần chia hoa hồng, Trương Viễn liền đem tiền chia hoa hồng mua thành Mao Đại Quý Châu, tuy rằng giá cả là hơn 200, nhưng trên thực tế đã tăng hơn 20 lần. Trước khi xuyên Việt, Trương Viễn nhớ rõ cơn bão tài chính lần đó giảm mạnh, vì thế ông quyết định bán toàn bộ Mao Đại trong tay vào đầu năm 2008. Trải qua vài ngày thao tác, Trương Viễn bán ra tất cả cổ phiếu trong tay, tra xét số dư một chút, thậm chí có hơn 750 triệu. Trương Viễn thở dài, nghĩ thầm đã đến lúc bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình rồi. Chương 6 Táo bạo lão đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hơn 5 năm nay, chỉ cần rảnh rỗi, Trương Viễn liền đi suy nghĩ kế hoạch của hắn, thậm chí viết phương án một quyển sổ thật dày, ý tưởng bình thường có thể nghĩ đến, đều tiện tay ghi vào sổ. Tuy rằng hắn biết cụ thể thực thi sẽ phi thường khó khăn, nhưng nếu quyết định phải làm, mình phải dũng cảm tiến tới. Trong những năm gần đây, sau khi trải qua thời khắc cao quan của Cúp Châu Á 2004, quốc túc bắt đầu kéo hông một cách bất ngờ, ngay cả vòng loại Cúp Thế Giới 2006 cũng không xuất hiện. Buồn cười chính là, thậm chí ngay cả tỉnh Thắng Cầu cũng không tính rõ ràng, mơ mơ hồ hồ bị đào thải. Rất là đối với cái này đánh giá là một đám người đầu óc đều bị lừa đá. Thông qua việc xem bóng đá nhiều năm như vậy, trương viễn biết vấn đề bóng đá trung quốc đã sai về gốc rễ cái khác không nói dân số bóng đá quá ít phụ huynh không ủng hộ con cái chơi bóng đá thành tích quốc túc càng kém phụ huynh lại càng không ủng hộ trở thành một loại tuần hoàn ác tính một lần nữa ở châu âu nam mỹ và châu phi bóng đá là một môn thể thao dân sự với cơ sở quần chúng rộng lớn và ở nam mỹ và châu phi bóng đá là cách để nhiều thiếu niên tài năng thoát khỏi đói nghèo mà ở trong nước bóng đá bị người trong giới bóng đá chơi thành vận động quý tộc, huấn luyện vỡ lòng đòi tiền, vào trường bóng đá đòi tiền, vào đội bóng cũng đòi tiền, đá chức nghiệp còn đòi tiền, trung giáp có giá trung giáp, trung siêu có giá trung siêu. Điều này làm cho đá bóng trở thành một cái động không đáy đốt tiền, vô hình trung ngăn cản rất nhiều hài tử có thiên phú. Còn có một điểm, huấn luyện viên cơ sở ít người thu nhập ít, giới bóng đá có một hiện tượng kỳ lạ, cầu thủ trung siêu ngăn nắp xinh đẹp, xe sang mỹ nữ được chú ý gấp bội, nhưng cơ sở lại không ai chú ý, thành một kim tự tháp ngược. Khách hàng lão thôi làm kinh doanh bán sỉ đèn, bắt kịp bất động sản bùng nổ, mấy năm nay kiếm được không ít tiền, mua nhà mua xe, bình thường còn thích làm cổ phiếu. Trừ lần đó ra, đã muốn bồi dưỡng con trai thật tốt, nhưng tiểu thôi không muốn đi học, lão thôi thích đá bóng, cảm thấy tiểu thôi từ nhỏ hoạt bát hiếu động, tố chất thân thể so với bạn nhỏ bình thường đều tốt hơn nhiều liền đưa cậu đến một trường bóng đá không tội trong nước huấn luyện, sau đó ở một đội bóng trung giáp nào đó ở miền Tây đánh lên chủ lực, một lần đánh bài, cậu đã nói, nếu muốn đá trung siêu còn phải tốn hơn một triệu, tài lực của cậu cũng chỉ có thể cung cấp cho con trai đá vào. Trung giáp Hắn không ngừng nói, giới bóng đá đen, thật TMJ đen. Những lời này là lão thôi nói trước khi xuyên qua. Sau đó con trai ông giải nghệ, muốn nhận tài khoản cổ phiếu của cha mình, vì học tập, liền chạy đến bộ phận kinh doanh đại phong làm quản lý khách hàng một thời gian, tuy rằng trên cánh tay có xăm mấy hình xăm, nhưng là một đứa nhỏ nho nhã lễ độ, ngày đầu tiên đi làm vì để lại ấn tượng tốt cho người ta, còn dùng thuốc dán che lại hình xăm. Hoàn cảnh như vậy, bóng đá Trung Quốc giống như là xây nhà cao tầng trên bãi cát không có nền móng, tự nhiên là nước không có rễ, nhà sập cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Đốt Santos, hơn 50 tuổi, cựu giám đốc kỹ thuật của khóa huấn luyện viên trẻ Palmer, tuyển trạch viên lâu năm của Brazil, đã từng khai cuộc ra rất nhiều ngôi sao bóng đá Brazil như Carlos, Rivando. Một năm trước, hắn được câu lạc bộ bóng đá tề nguyên lâu đời của Trung Siêu mời làm tổng giám huấn luyện viên của đội bóng. Hiện tại hắn đang ở trong ký túc xá nhân viên câu lạc bộ bóng đá tề nguyên tức giận thu dọn vali du lịch, sắc mặt xanh mét, trong miệng thỉnh thoảng xuất hiện một hai câu tiếng bồ đào nha phẫn nộ phiên dịch diêu nhất tuyển đứng ở bên cạnh, có chút không biết làm sao. Vừa rồi Santos và huấn luyện viên hồ quân của câu lạc bộ đã nổ ra tranh cãi kịch liệt. Hôm nay sẽ đăng ký danh sách các cầu thủ trong trận chung kết U17 trong nước. Ba ngày trước, Santos định ra một phần danh sách để trình cho câu lạc bộ, nhưng là hôm nay hồ quân đem chính thức danh sách đưa tới trong tay hắn thời điểm, hắn phát hiện danh sách có gần một nửa nhân viên đã xảy ra biến hóa có mấy cái ở trong mắt hắn hoàn toàn không cách nào đạt tới chức nghiệp trình độ tiểu cầu thủ bị bỏ vào danh sách hắn có chút tức giận hướng hồ quân hô hồ. hồ đây là chuyện gì xảy ra hồ quân tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra nhưng hắn không cách nào cho lão đầu một cái giải thích hắn đành phải nói đây là toàn thể huấn luyện viên tập thể quyết định lão đầu nóng nảy toàn thể huấn luyện viên không bao gồm ta sao ta vì cái gì không biết tại được danh sách không cách nào thay đổi về sau santos phẫn nộ trở lại nhân viên ký túc xá hắn muốn về brazil hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này đợi hắn không cách nào lý giải vì sao lại xảy ra chuyện như vậy hơn nữa làm thanh huấn tổng giám hắn dĩ nhiên là một cái cuối cùng biết danh sách bị đổi người hắn tại cảm thấy thật sâu vũ nhục đồng thời còn đang thay những cái kia bị thay đổi hài tử tiết hận diêu nhất tuyển đi theo phía sau hắn cố gắng khuyên giải một chút nhưng lão nhân phẫn nộ vài lần cắt đứt an ủi của hắn. Và nói muốn tìm câu lạc bộ từ chức. Diêu nhất tuyển rất hiểu lão đầu, bình thường hắn vẫn đi theo bên cạnh lão đầu, vì lão đầu chuyên nghiệp cùng tố chất nghề nghiệp rất là bội phục. Bởi vì đội U. 17 thành lập khá muộn, mầm non tốt đều bị các đội bóng khác cướp đi, tố chất tổng thể của nhóm cầu thủ nhỏ này cũng không cao lắm, nhưng ông lão vô cùng nghiêm túc dẫn dắt bọn họ, từ kết cấu ẩm thực đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi rồi đến huấn luyện thân thể bình thường huấn luyện có bóng huấn luyện đối kháng ông lão đều tự thân vận động hòa mình với bọn nhỏ bọn nhỏ đều thân thiết gọi hắn là cha hắn cảm thấy nếu hắn cầm phần tiền lương này sẽ không phụ lòng phần thu nhập này dưới sự dẫn dắt của hắn đội quân mà câu lạc bộ này thậm chí chuẩn bị từ bỏ đã đạt được tiến bộ nhảy vọt dưới tình huống không được câu lạc bộ và bên ngoài coi trọng trong cuộc thi phân khu lấy thân phận đệ nhất thành công đột phá vòng vây đánh vào trận chung kết bát cường toàn quốc lần này khiến rất nhiều người ngửi thấy mùi vị một bộ phận phụ huynh và huấn luyện viên lén lút liên lạc thông qua từng giao dịch không vẻ vang giành được danh ngạch dự thi diêu nhất tuyển cũng nghe được không ít tin đồn nhưng hắn lại không muốn nói quá nhiều dù sao mình còn phải làm việc ở câu lạc bộ này hắn đành phải lôi kéo santos ngồi xuống để cho hắn bớt giận cũng nói buổi tối hẹn mấy người bạn đi hát karaoke lôi kéo Santos cùng đi, lão tan ngay từ đầu nổi giận, không muốn đi, cuối cùng cảm thấy giải sầu cũng rất tốt, liền đi theo Diêu Nhất tuyển ra ngoài. Trương Viễn ngồi trong phòng karaoke ông chị Phi xì xào bàn tán, anh ta nói với chị Phi, trong khoảng thời gian này anh ta sẽ bề bộn nhiều việc, không rảnh xem cổ phiếu, tài khoản cổ phiếu của anh ta nhờ chị Phi trong coi giúp, nếu mau đại quý châu rớt xuống 110 tệ, liền kiên quyết mua vào, để lại cho tôi 200 triệu tiền chuyển là được bên cạnh là rất lớn và tiểu phương, rất lớn sau khi kết hôn với tiểu phương vẫn rất ân ái, cần không rời quả cân. Bọn họ đang đợi Diêu Nhất Tuyển, Diêu Nhất Tuyển rất là bạn học cấp 3, lúc học lớp 10 vẫn ngồi cùng bạn, Trương Viễn biết Trần Đại có bạn học làm việc ở câu lạc bộ bóng đá, vô cùng hưng phấn, nhất định phải hỗ trợ hẹn Diêu Nhất Tuyển ra ngoài, hỏi một ít tình huống câu lạc bộ bóng đá, David biết Diêu Nhất Tuyển hát rất tốt, thích hát karaoke, liên hẹn ở chỗ này diêu nhất tuyển khoan thai đến muộn còn dẫn theo một người nước ngoài người nước ngoài dùng tiếng trung sức mẻ xin chào chào mọi người diêu nhất tuyển nói với mọi người đây là lão tang giám đốc huấn luyện viên của chúng ta nguyên lai ở brazil palmyra carlos rivaldo đều là đồ đệ của hắn diêu nhất tuyển nói tiếp hôm nay câu lạc bộ nghỉ tôi nói tôi có bạn bè tụ họp liền kéo hắn tới đây hai mắt trương viễn sáng ngời đây là dù trời mưa trời tối đưa đèn a Chương 7 Một cái tiểu phiên dịch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trương Viễn hỏi nhân viên phục vụ gọi một thùng bia, mấy người bắt đầu vừa hát vừa thổi. Santos có tử lượng rất lớn, bia uống như nước. Tân Phi mẫn đối với rượu cồn cũng không có cảm giác gì, bia rượu trắng cũng có thể uống. Giống như trên đời này tồn tại một loại người như vậy, trên người có hàm lượng enzyme cao hơn người thường, có thể phân giải cồn một cách hữu hiệu, không dễ dàng uống say. Giao tiếp với người khác cũng là thế mạnh của Tân Phi Mẫn. Hơn nữa khẩu ngữ tiếng Anh của cô rất tốt, rất nhanh đã nói chuyện với Lão Tang. Lão Tang tuy rằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Bồ Đào Nha, nhưng quanh năm bay khắp nơi trên thế giới, tiếng Anh cũng thường dùng ngôn ngữ. Đây là trong khẩu âm xen lẫn một ít mùi vị tiếng Bồ Đào Nha. Đầu lưỡi không tự giác sẽ bị cuốn. Chị Phi nhanh chóng biết được ý định về nước của Lão Tang. Trong KTV cãi nhau. Chị Phi lập tức nói cho Trương Viễn, điều này làm cho Trương Viễn mừng rỡ, đang lo không có ai, lúc này đưa tới cửa một người. Diêu Nhất Tuyển đang tán gẫu chuyện thời trung học phổ thông, nói chủ nhiệm lớp bọn họ có mùi hôi nách, vừa đến mùa hè hàng thứ nhất bạn học đều hung không chịu nổi, giáo viên toán tay không vẽ tròn giống như viên quy, dáng người giáo viên tiếng Anh thật tốt, hiện tại cũng nên là gì già đi. Trương Viễn đối với chuyện bác quái lông gà vỏ tỏi của bọn họ cũng không có hứng thú, từ khi biết tin tức lão Tang muốn về nước, Trương Viễn đã muốn cùng Diêu Nhất Tuyển tâm sự thật tốt, hỏi rõ tình huống cụ thể của lão Tang, xem làm sao có thể lưu lão Tang lại gia nhập đoàn đội của mình. Nhưng Diêu Nhất Tuyển tự hồ càng nguyện ý cùng đại cực tán gẫu thanh xuân, cùng Trương Viễn chỉ là khách khí vài câu. Trương Viễn nghĩ thầm cũng không vội, ngày mai nói sau cũng không muộn. Trương Viễn không thể uống rượu, hắn đối với cồn có điểm dị ứng, cũng không biết ca hát xuyên qua trước hắn liền ngủ âm không được đầy đủ, bây giờ vẫn là như cũ, không có gì biến hóa. Liền cùng mấy người bọn họ, chọn bài hát cho bọn họ, Diêu Nhất Tuyển cùng chị Phi đều là tay ca hát giỏi, tiểu phương tốt nghiệp ấu sư, ca hát lại càng chuyên nghiệp, lão tang tuy rằng không biết hát Trung Quốc, nhưng thích hừ hừ theo. Chơi đến hơn 11 giờ tối, mấy người chuẩn bị về nhà, trương viễn lái jl 8 của mã tổng đưa bọn họ về. Gần đây Trương Viễn vừa thi ra bằng lái xe, quay đầu để Mã Lập Thanh bắt Tráng Đinh, làm tài xế tạm thời cho hắn. Trương Viễn ngược lại cũng vui vẻ, dù sao trước khi xuyên việc hắn chính là người lái hộ, xe gì cũng từng lái qua. Mã Tổng đối với Trương Viễn lái xe phi thường hài lòng, nói. Tiểu tử ngươi chỗ nào giống người mới, rõ ràng là một lão tài xế, Trương Viễn cười hắc hắc. Đời trước ta chính là một lão tài xế, biết lái xe nhất. Đặt lão tan ở cửa ký túc xá nhân viên câu lạc bộ bóng đá tề nguyên, lão tan vẫy tay tạm biệt các vị theo ông ta thấy có lẽ vài ngày sau ông ta sẽ ngồi lên máy bay đi brazil hắn không biết chính là lần này ngoài ý muốn tụ hội sẽ để cho hắn ở lại nơi này đi theo một đám kích tình mênh mông người trẻ tuổi đi sáng tạo một đoạn lịch sử mới truyền kỳ mới ở chỗ này hắn đem phát hiện đến từ trung quốc ronaldo carlos rivaldo hắn cũng từ palmyra huấn luyện trẻ cha đỡ đầu trở thành trung quốc bóng đá huấn luyện trẻ cha đỡ đầu nhà diêu nhất tuyển ở thành phố Tú Thành cách câu lạc bộ không xa, đây là một cộng đồng siêu lớn gồm 10 vạn người. Lúc xuống xe, Trương Viễn hỏi diêu nhất tuyển xin điện thoại, diêu nhất tuyển lão đảo, nửa ngày mới nói xong số. Trương Viễn ghi nhớ rồi nói. Sáng mai, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu, có việc thỉnh giáo. Diêu nhất tuyển đi đường có chút lắc lư, hôm nay cùng đại cực trò chuyện rất vui vẻ, rượu uống có chút nhiều, hắn một bước ba lắc hướng Trương Viễn nói. Tiểu trương, cảm ơn cậu đưa tôi a, à, cậu phụ trách đem đại cực an toàn đưa về nhà a. À. Trương Viễn cũng không giải thích nhiều, hừ hừ ha ha vẫy tay tạm biệt Diêu Nhất Tuyển. Diêu Nhất Tuyển là một người yêu thích bóng đá từ trong xương tủy Tốt nghiệp tại một chỗ nổi tiếng Đại học Hán Nữ Văn học chuyên nghiệp, tại không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện dưới tình huống, dựa vào một cổ tàn nhẫn, đá vào trường bóng đá đội, nhưng bởi vì không phải chuyên nghiệp xuất thân, cũng không có đánh lên chủ lực giống như loại này danh tiếng đại học bóng đá bóng rổ đội chủ lực rất nhiều đều là chuyên nghiệp đội thể thao đội ngũ hoặc thể thao trường chuyên nghiệp đội xuất thân thông qua thể dục sinh thi vào đại học dưới tình huống bình thường diêu nhất tuyển sau khi tốt nghiệp đi làm thư ký văn phòng hoặc là nhận lời mời tòa soạn báo làm phóng viên đều là đường ra không tồi một người bạn tốt của anh tên là lưu vĩnh liền đến một tờ báo chuyên nghiệp về bóng đá trong nước làm phóng viên nhưng diêu nhất tuyển nói anh muốn làm huấn luyện viên bóng đá tốt nhất trung quốc ước mơ của anh chính là trở thành huấn luyện viên trưởng bóng đá hạng a để hoàn thành ước mơ anh quyết định đến câu lạc bộ tề nguyên hoàn thiện nhất trong nước làm việc và học tập trước hết anh thi đậu nghiên cứu sinh chuyên ngành tiến bộ đào nha của đại học ngoại ngữ bắc kinh anh biết brazil là nguồn viện trợ và huấn luyện viên chính của trung siêu phiên dịch tiến bộ đào nha nhất định có đất dụng võ trong thời gian học nghiên cứu sinh anh còn tham gia lớp đào tạo do hội túc hiệp tổ chức và thi đậu bằng huấn luyện viên cấp C. Cuối cùng, hắn dựa vào tri thức bóng đá vượt qua thử thách của mình cộng thêm phiên dịch chuẩn xác, gia nhập câu lạc bộ bóng đá tề nguyên, trở thành một phiên dịch tiến bộ đào nha. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Hắn ở tề nguyên, vẫn chỉ là một phiên dịch nhỏ. Diêu nhất tuyển biết đây nhất định là một con đường gian khổ không có câu lạc bộ bóng đá nào sẽ tin tưởng một người bình thường chưa từng đá giải đấu chuyên nghiệp có thể trở thành một huấn luyện viên đủ tư cách một phiên dịch viên và muốn trở thành huấn luyện viên trưởng có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng một phiên dịch viên người bồ đào nha nói tiếng anh tiếng bồ đào nha và tiếng tây ban nha đã giành champions league với một đội bóng ít nổi tiếng hơn và tỏa sáng ở premier league hắn chính là ma lực điểu thần tượng của diêu nhất tuyển mỗi khi nghĩ đến hắn trong lòng Diêu Nhất Tuyển liền tràn ngập lực lượng. Diêu Nhất Tuyển rất quý trọng cơ hội ở chung với các huấn luyện viên trong câu lạc bộ, anh sẽ cẩn thận quan sát từng phong cách dạy dỗ của giáo viên ngoại giáo, quan sát huấn luyện dẫn đội của bọn họ, xem yêu cầu sân bóng của bọn họ, cân nhắc tài liệu lựa chọn của bọn họ, định ra chiến thuật, quan sát chỉ huy lâm trận của bọn họ. Ở Tề Nguyên hơn 5 năm, Diêu Nhất Tuyển đã lấy được bằng huấn luyện viên cấp B, đang chuẩn bị sang năm lấy được cấp A, đồng thời, hắn ghi chép sửa sang lại mấy chục vạn chữ công tác bút ký hắn hy vọng có một ngày hắn cái này tiểu phiên dịch có thể làm một cái chân chính huấn luyện viên đứng ở bên sân tận tình phát huy chính mình dạy dỗ thiên phú trương viễn vẫy tay tạm biệt diêu nhất tuyển hắn ở trong xe nghe diêu nhất tuyển say khước miêu tả lý tưởng của hắn theo đuổi của hắn trương viễn bị sự cố chấp của hắn hấp dẫn trương viễn nghĩ thật đúng là có người có lý tưởng như vậy người này là một nhân tài có cơ hội nhất định phải đào hắn lên. Trở lại trong xe, vừa mới ở ghế lái ngồi xuống, hơi có chút say tân phi mẫn từ phía sau ông cổ của hắn, dán vào lỗ tai của hắn nói thầm. Tiểu viễn, theo ta về nhà, đêm nay nhớ ngươi nha. Phi tỷ ấm áp hô hấp thổi qua trương viễn cổ, nàng tóc dài vén qua trương viễn khuôn mặt, trương viễn cảm thấy từng đợt tâm tình nhộn nhạo, có chút cầm giữ không được, nghiêng đầu muốn hôn một cái phi tỷ khuôn mặt, lại nên đón phi tỷ nhiệt tình đôi môi. Ngày hôm sau khi trương viễn tỉnh lại hắn nằm trên giường lớn trong nhà tân phi mẫn mỹ nhân ôn nhu trong ngực đêm qua đã không còn ở bên người cô ấy đi làm như thường lệ đúng giờ là một trong những nhãn hiệu của cô ấy cô ấy nói chỉ có phụ nữ làm việc mới xinh đẹp cô ấy sẽ không để đàn ông nuôi cô ấy trương viễn cũng tôn trọng suy nghĩ của cô hiện tại anh thậm chí muốn kết hôn với chị phi hơn nữa còn nói hai lần nhưng chị phi tuy rằng hơn ba mươi nhưng cũng không muốn kết hôn với Trương Viễn, chỉ biết người như Trương Viễn, tương lai có biến số rất lớn, chị không muốn bị tổn thương lần thứ hai, chị chỉ nghĩ có thể thường xuyên ở cùng một chỗ với anh cũng rất tốt, cũng không có đáp ứng. Trên bàn ăn đặt hai cái trứng gà chiên cùng mấy tấm bánh mì, còn có một hộp sữa, xem ra là phi tỷ chuẩn bị bữa sáng cho hắn, nhìn đến đây, Trương Viễn đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Chương 8 Giang hồ lệnh triệu tập, bạn đang nghe tại truyện chấm audio trên bàn giáo viên thể dục của trường trung học cơ sở doanh tây đặt một thông báo đặc biệt không giống với thông báo giấy trắng mực đen dấu đỏ trước đây thông báo này càng giống một tấm thiệp mời bối cảnh trang bìa là một sân cỏ sạch sẽ gọn gàng mặt trên có một đám hài tử ánh mặt trời rực rỡ ở phía trên vui vẻ chạy trốn ở trước mặt bọn họ là một quả bóng đá lăn lộn nội dung thông báo là trong thời gian nghỉ hè tổ chức thi đấu bóng đá thiếu niên nhóm trung học cơ sở Cúp Hagrid, thành phố Lịch Thành. Nghiêm liệt tới nơi này sơ trung hơn 3 năm, vẫn là lần đầu tiên nhận được trong thành phố bóng đá trận đấu thông báo, hắn có chút tò mò. Mặc dù làm thể dục lão sư, hắn biết trong thành phố hàng năm nghỉ hè đều có bóng đá thi đấu, nhưng đều là xuống đến các khu, các khu tổ chức liền cái kia mấy sở bóng đá đặc sắc trường học đi đánh trong thành phố thi đấu, hắn cái này vùng núi trường học cơ bản không có cơ hội gì nghiêm liệt cầm thông báo hỏi hiệu trưởng hiệu trưởng chúng ta có thể tổ đội đi dự thi không hiệu trưởng đối với loại chuyện này hiển nhiên không quá để ý thuận miệng nói thông báo là của bộ giáo dục cậu gọi điện thoại hỏi một chút nghiêm liệt nửa tin nửa ngờ gọi điện thoại thông báo nghe điện thoại chính là một chị cả của cục giáo dục thành phố chị cả nói chỉ cần báo danh là có thể dự thi nghiêm liệt hỏi lại điện thoại liền cúp. Nghiêm liệt có chút hưng phấn, lúc thiếu niên cậu cũng có giấc mộng bóng đá, lúc trung học cơ sở bởi vì kỹ thuật xuất sắc còn từng tham gia tuyển chọn trường thể thao thành phố, nhưng bởi vì dáng người thấp bé, bị đào thải, sau đó học sư phạm, vẫn lựa chọn bóng đá. Học sinh trung học này, đến từ mấy thôn lân cận vùng núi, bởi vì từ nhỏ ở trong núi leo lên leo xuống, có mấy đứa nhỏ đặc biệt có thể chạy, chức năng tim phổi xuất sắc, chỉ là bởi vì thời gian tiếp xúc bóng đá quá muộn, kỹ thuật nhất thời không luyện được, cho nên vài lần cùng mấy đội mạnh khác trong khu đá, luôn thua, điều này khiến cho hiệu trưởng rất mất mặt. Mùng một năm nay có hai đứa nhỏ tới, nghiêm liệt đặc biệt coi trọng, ngoài trừ có thể chạy, bởi vì khi còn bé hai đứa nhỏ này đều thích ở trong thôn đá bóng giả, cảm giác bóng so với những đứa nhỏ khác tốt hơn nhiều. Nghiêm liệt năm nay đặc biệt muốn dẫn bọn họ ra ngoài thi đấu, nhưng hiệu trưởng vừa không coi trọng, còn sợ có bạn học bị thương, còn sợ mất mặt, liền không đồng ý nghiêm liệt dẫn đội đi ra ngoài thi đấu, điều này làm cho nghiêm liệt rất buồn bực. Có thông báo lần này trong thành phố, nghiêm liệt rốt cục có lý do đi dẫn đội thi đấu, hiệu trưởng lần này ngược lại không có ý kiến gì, thống khoái để nghiêm liệt tìm văn phòng đóng dấu trên bản báo danh. Cùng lúc đó, gần 200 trường trung học cơ sở trong thành phố Lịch Thành đều nhận được thông báo giống nhau, điều này làm cho rất nhiều giáo viên thể dục cơ sở đặc biệt hưng phấn bình thường loại chuyện này đều là trường học đặc sắc bóng đá tham dự lần đầu tiên có nhiều đội bóng nhận được thông báo như vậy hơn nữa chỉ cần báo danh là có thể tham gia nghiêm liệt nhận được điện thoại của vài bạn học bạn học của cậu cũng phần lớn đều làm công tác giáo dục thể dục thể thao ở trường trung học và tiểu học đều hỏi chuyện này trong nhóm sinh viên đại học mỗi ngày đều có người thảo luận chuyện này có mấy người được gọi là tin tức linh thông đang nói chắc như đinh đóng cột trận đấu lần này có một người giàu có tài trợ số tiền lớn chẳng những ông đồm tất cả chi phí tổ chức hơn nữa trận đấu bát cường còn có phần thưởng tiền mặt cầu thủ nhỏ ưu tú còn có thể đi được đề cử đội bóng trung siêu nói chuyện này còn có thám tử nước ngoài tham dự mặc kệ thật hay giả chuyện này trong lúc nhất thời trở thành đề tài nóng hổi của thành phố lịch thành báo chiều lịch thành còn lấy ra cả một trang báo giới thiệu cuộc thi này báo chiều còn đặc biệt sắp xếp một phóng viên văn tự và một phóng viên chụp ảnh theo dõi đưa tin Cuối cùng 148 trường trung học cơ sở toàn thành phố báo danh, lập kỷ lục mới về các cuộc thi của học sinh trung học cơ sở toàn thành phố. Cùng trước kia tiểu học bóng đá thi đấu tùy tiện tìm mấy cái trung học sân bóng liền bắt đầu đá bất đồng, trận đấu này trận đấu đầu tiên dĩ nhiên an bài tại Tề Đông tỉnh thể dục trung tâm bắt đầu thi đấu, đây là tề nguyên câu lạc bộ bóng đá tại trung siêu sân nhà, tại cả nước đều là tốt nhất bóng đá sân vận động một trong, hơn nữa hiện trường còn có mấy cái máy quay phim toàn bộ quá trình theo quay trận đấu. Điều này tương đối hiếm thấy trong cuộc thi cấp 2, trước kia loại cuộc thi này có thể có một tấm ảnh đã là không tệ rồi. Lễ khai mạc sắp xếp chính là hai đội mạnh truyền thống của toàn thành phố, trường trung học Liễu Ngạn và trường Yên Sơn quyết đấu, trường trung học Liễu Ngạn là trường bóng đá truyền thống của toàn thành phố, từng có nhiều học sinh tiến vào trường bóng đá và đội bóng của câu lạc bộ bóng đá Tề Nguyên, hiện tại đội một Tề Nguyên còn có vài cầu thủ đến từ trường trung học Liễu Ngạn đại biểu trong đó của bọn họ hậu vệ bên trái chủ lực của tề nguyên đang ngồi ở trên đài chủ tịch xem bọn họ thi đấu bên cạnh mấy lãnh đạo của cục giáo dục thể thao đài chủ tịch chính là người giàu có trong truyền thuyết nhìn tuổi tác không lớn ngồi ở đài chủ tịch bên cạnh vị trí mới từ trong túi lấy ra cái kính râm đeo lên hắn tự nhiên chính là trương viễn trương viễn hiện tại nhìn chăm chú sân bóng trải qua nhiều năm cân nhắc cùng rèn luyện như vậy trương viễn đã thoát khỏi quấy nhiễu nhìn thấy trình tự của sân cỏ liền tự khởi động có thể chủ động khống chế trình tự khởi động cùng đình chỉ trên sân bóng bọn nhỏ đang tích cực tiến công phòng thủ trường trung học liễu ngạn bên này chiều cao cùng thân hình rõ ràng chiếm ưu thế tình cảnh cũng chiếm ưu thế bọn họ ở giai đoạn trung học cơ sở là vương giả toàn thành phố đã nhiều lần đạt được quán quân thi đấu bóng đá tổ trung học cơ sở toàn thành phố Số 10 của liễu ngạn ở tiền tràng biểu hiện rõ ràng cao hơn những người khác một bậc, nhiều lần dựa vào thân thể cường tráng đột phá phòng tuyến Yên Sơn, quấy phòng tuyến phía sau Yên Sơn loạn thành một nồi cháo, nếu không phải thủ môn Yên Sơn biểu hiện dũng mãnh phi thường, cầu môn đã sớm bị công phá. Người bên cạnh trương viễn đều đang chỉ rõ. Cái này vương thiên nhất, nghe nói tề nguyên túc trường đã coi trọng hắn, chuẩn bị khai giảng đem liền hắn trúng tuyển đến tề nguyên túc trường, rất có tiền đồ, qua 2 năm có thể vào U17 đội tuyển quốc gia, điều này khiến cho Trương Viễn chú ý, hắn tháo kính trầm xuống, hết sức chăm chú nhìn Vương Thiên Nhất, trình tự khởi động. Số liệu của Vương Thiên Nhất bắt đầu hiện ra. Tính danh Vương Thiên Nhất sinh ngày 15 tháng 8 năm 1991 vị trí. Tiền đạo hạng sao Trung siêu thay thế giá trị thể chất 6.0 giá trị bùng nổ 6.0 giá trị kết hợp bóng người 5.0 giá trị khả năng chuyền bóng. 5.0 quan điểm đại cục của sân bóng. 4.0 giá trị năng lực sút bóng. 5.8 giá trị năng lực tấn công. 5.0 giá trị năng lực phòng thủ. 5.0 kỹ năng đặc thù. 0. Điểm yếu. Kỹ thuật chuyền bóng thô ráp. Bản mẫu nôn không nghĩ tới, số liệu của Vương Thiên Nhất lại vô cùng bình thường cũng chỉ là số liệu miễn cưỡng có thể đánh vào dự bị trung siêu. Hơn nửa tuổi tác cho thấy là năm 1992, lớn hơn tuổi đăng ký hiện tại của anh 2 tuổi. Trương Viễn Tắc, Trình Tự, lần thứ hai quan sát biểu hiện của cầu thủ nhỏ trên sân bóng, hắn phát hiện Vương Thiên Nhất càng nhiều chính là dựa vào thân thể cường tráng của mình chen ra phòng thủ của đối phương, kỹ thuật sút bóng cũng khá thô ráp, chỉ biết dùng sức sút bóng, còn dễ dàng bắn pháo cao xạ. Ở độ tuổi này, lợi thế về thể chất chiếm ưu thế lớn và che giấu những bất lợi khác của anh ta bên cạnh có những đội khác huấn luyện viên tại cuối đầu nói thầm yên sơn mùng ba học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ không lại đến đá thi đấu năm nay chủ yếu dùng chính là mùng một mùng hai học sinh liễu ngạn hôm nay thượng đều là mùng ba học sinh nghe nói lần này tranh tài có tiền thưởng bọn họ thề muốn đoạt giải quán quân trương viễn có chút thất vọng ngẩng đầu nhìn trời trận đấu này hắn chuẩn bị nửa năm vận dụng quan hệ có thể vận dụng, cũng may trong tỉnh cũng có chính sách cổ vũ kết hợp thể dục thể thao, hơn nữa có một khoản tài trợ lớn, Cục Giáo dục cùng Cục Thể dục Thể thao rất ủng hộ, cũng rất phối hợp. Mới khiến cho hoạt động lần này tổ chức vô cùng thuận lợi. Toàn thành phố chia làm 8 khu thi đấu, để có thể đá xong trận đấu trong kỳ nghỉ hè, trong khu thi đấu sử dụng thể thức thi đấu loại song bại, như vậy bảo đảm mỗi đội bóng dự thi có thể đánh hai trận. Cuối cùng bốn người đứng đầu mỗi khu vực thi đấu xuất hiện, đánh vòng loại 32 người mạnh nhất, tháng 8 quyết định quán quân. Để có thể nhìn thấy toàn diện biểu hiện của tất cả cầu thủ, trương viễn ở mỗi sân bóng đều bấm ba cái camera. Buồn cười chính là, đây là mời mấy công ty tổ chức hôn lễ làm. Vì sao là công ty hôn lễ? Bởi vì con rể của lão thạch đầu là mở công ty hôn lễ. Lần thứ hai khi lão thạch đầu té xỉu ở đơn vị là trương viễn gọi 120 cũng giúp bác sĩ đưa lão thạch đầu lên xe cho nên con gái lão thạch đầu luôn nói trương viễn là ân nhân cứu mạng của cha cô trương viễn muốn dùng máy quay phim con rể lão thạch nói hắn có thể tìm đến vì thế lệnh triệu tập giang hồ bóng đá lần đầu tiên của trương viễn dĩ nhiên là dưới sự trợ giúp của công ty tổ chức hôn lễ thành công thậm chí lễ khai mạc cũng là con rể lão thạch tìm người chủ trì nhưng cảnh quay được kiểm soát rất tốt người dẫn chương trình nói đó là cảnh nhỏ trương viễn vừa nghĩ tới liền cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười chương 9 cho lão tan vẻ bánh nướng bạn đang nghe tại truyện chấm audio tại thành phố lục đảo một thành phố quan trọng khác của thành phố tề đông trận bóng đá cúp thị trưởng của họ đang diễn ra hừng hực khí thế thành phố green island là một thành phố bóng đá nổi tiếng trên toàn quốc thị trưởng cúp đã được tổ chức trong nhiều năm ở thành phố này từng xuất hiện rất nhiều quốc gia, chỉ là bọn họ cũng không thích gọi mình là tệ đông lục đảo, bọn họ nói mình là thế giới lục đảo. Cúp thị trưởng, năm nay bọn họ nhận được một khoản tài trợ lớn, hơn nữa không đưa ra điều kiện gì lớn, chỉ là phi thường khôi hại để cho một nhân viên công tác tổ chức hôn lễ ở sân thi đấu tiến hành ghi hình trực tiếp. Họ cũng làm náo nhiệt toàn bộ lễ khai mạc, làm cho vòng lớn màu đỏ và một người đàn ông nhựa lớn lắc lư thổi vù vù bên cạnh sân người đàn ông nhựa cao ba tầng lắc lư trong gió nhảy múa liếu lo thu hút không ít người qua đường dừng chân còn thổi bong bóng đầy đất để cầu thủ dẫm cầu thủ nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này từng người vui vẻ đuổi theo bong bóng đầy đất dùng sức dẫm trước khi bắt đầu thi đấu tiếng nổ bóp bóp trên sân bóng liên tiếp vang lên sau khi trận đấu bắt đầu còn thỉnh thoảng nghe được thanh âm bóp bóp lãnh đạo cùng các phụ huynh xem bóng lần đầu tiên nhìn thấy tràn diện náo nhiệt như vậy đều cười đến ngửa tới ngửa lui lão tang ngồi ở bên sân xem bóng bên cạnh là phiên dịch dương diệt sau khi santos và hậu quân phát sinh tranh chấp rất nhanh đã đề xuất từ chức với câu lạc bộ tề nguyên câu lạc bộ bên này chỉ thoáng làm chút tư thái giữ lại thấy thái độ kiên quyết của lão tang liền đồng ý một số người trong câu lạc bộ nói tính tình lão tang quá nóng nảy khống chế cảm xúc không tốt không thể hợp tác với các huấn luyện viên trẻ đương nhiên đây chỉ là hiện tượng bề ngoài nguyên nhân sau lưng tự nhiên là sợ hắn cản đường tài chính của mọi người dù sao huấn luyện viên trẻ tuổi còn muốn kiếm nhiều tiền một chút bọn họ đương nhiên có ý tưởng sau khi trương viễn biết trước tiên liền liên lạc với santos và diêu nhất tuyển hẹn bọn họ gặp mặt ở quán cà phê trung tâm tỉnh sợ lão tan mua vé máy bay chạy về nam mỹ santos và diêu nhất tuyển nhìn trương viễn trẻ tuổi cảm giác người trẻ tuổi này có chút không nắm bắt được có sự trầm ổn không tương xứng với tuổi tác của hắn diêu nhất tuyển thậm chí có chút hối hận nói thật hắn cũng không gạt được mặt mũi của trần đại vào thời điểm hắn khó khăn nhất cuộc sống không có tin tức còn phải kiên trì thiên nhiên cứu sinh là trợ giúp rất lớn cho hắn cung cấp chỗ ở cho hắn còn thông qua quan hệ tìm cho hắn một công nhân tạm thời để cho hắn vượt qua mùa hè gian nan nhất kia trương viễn hỏi hai người bọn họ uống gì Santos gọi một ly cà phê, Diêu Nhất Tuyển và Trương Viễn cùng uống trà. Trương Viễn đi thẳng vào vấn đề. Santos tiên sinh, ta muốn thành lập một nhà thanh huấn câu lạc bộ, muốn mời Santos tiên sinh lại đây chỉ điểm chỉ điểm. Diêu Nhất Tuyển phiên dịch lời nói của Trương Viễn cho Santos, lão tan hiển nhiên có chút mơ hồ. Cái gì? Cậu muốn mở câu lạc bộ bóng đá? Trương Viễn kiên định gật đầu. Giang Doan tiếp tục tôi không chỉ điều hành một câu lạc bộ bóng đá tôi còn đưa các cầu thủ của mình vào đội tuyển quốc gia tham dự world cup và đặt chân lên bóng đá châu âu diêu nhất tuyển há to miệng nhất thời không biết phiên dịch như thế nào hắn nhìn người trẻ tuổi trước mắt này cảm giác hắn có phải điên rồi hay không hắn tự nhận là đã đủ điên cuồng rồi nhưng tốt xấu gì hắn còn có cái phiên dịch công tác bảo đảm làm không được huấn luyện viên làm phiên dịch cũng có thể sống qua ngày Người trẻ tuổi này không phải là thật điên rồi sao? Nước ta có dân số 1,3 tỷ người, dân số sinh ra hàng năm hơn 10 triệu người, dân số sinh ra hàng năm nhiều hơn dân số Bỉ của Hà Lan. Chỉ riêng một tỉnh Tề Đông, dân số đã hơn 100 triệu người, không kém nhiều so với dân số Nhật Bản. Nhật Bản trải qua gần 20 năm phát triển, trình độ bóng đá đã bất khả chiến bại ở châu Á. Trương Viễn nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Chiều cao trung bình của người Tề Đông, thể chất của người trẻ đều thuộc hàng đầu trong nước đã sản sinh ra rất nhiều nhà vô địch olympic vô địch thế giới ngay cả với tỷ lệ tài năng mà người nhật sản xuất ra trình độ bóng đá của tỉnh tề đông cũng không có vấn đề gì khi bắt kịp nhật bản phóng tầm mắt cả nước chỉ cần tuyển chọn nhân tài cùng cơ chế bồi dưỡng hợp lý tuyển chọn ra thích hợp mầm non thành lập hợp lý tháp hình cơ chế bồi dưỡng chế tạo thích hợp giải đấu cơ chế quốc túc bay lên hẳn là không có vấn đề trương viễn chậm rãi mà nói nhưng nội tâm diêu nhất tuyển cũng không đồng ý hắn ở trong giới bóng đá trong nước mấy năm nay đối với bóng tối trong giới bóng đá có cảm xúc trực tiếp cũng đối với tố chất cùng cách làm của nhân viên hành nghề cảm giác sâu sắc khinh thường nếu không phải giấc mộng trong lòng chống đỡ có lẽ hắn đã sớm rời khỏi nhưng đối mặt cái này tràn ngập nhiệt tình người trẻ tuổi hắn lại không tiện nói cái gì liền đem trương viễn từng chữ từng câu phiên cho santos santos hiển nhiên cảm thấy hứng thú hắn nói. Dựa theo nhân khẩu số lượng, xác thực là như vậy, nhưng vì cái gì bóng đá kém Nhật Bản nhiều như vậy? Trương Viễn tiếp tục nói. Nếu xem cương yếu phát triển bóng đá, trên giấy viết rất tốt, vừa phát triển huấn luyện viên, vừa kết hợp thể dục thể thao, nhưng vừa đến lúc thực hiện thì đã khác. Bóng đá nhân khẩu một mực không lên được, mỗi đến có người nói 1,3 tỷ người tìm không ra 11 cái đá bóng người lúc bộ phận quản lý liền nói quốc gia này có mấy triệu bóng đá nhân khẩu quốc gia kia chỉ có mấy triệu nhân khẩu lại có một triệu bóng đá nhân khẩu nhưng như thế tại sao và không bao giờ muốn đổ lỗi cho phụ huynh nói rằng phụ huynh trong nước thích cho con cái họ đến các lớp tiếng anh olympic và toán học hơn là gửi chúng đi chơi bóng đá đem nồi vung lên sau đó chính mình tiếp tục nằm thẳng vương tiểu nhị lễ mừng năm mới một năm không bằng một năm nhưng là nếu như người không có đem hài tử từ Olympic lớp, tiếng Anh lớp kéo đến bóng đá trên sân, chính là bóng đá giới vô năng. Tự như để cho có toán học vật lý thiên phú hài tử đi tham gia IMO, IPHO giống nhau, nếu có thể tuyển chọn ra có bóng đá thiên phú đi tham gia World Cup. Lão Tang, suy nghĩ của ta cũng không phức tạp, ta chính là muốn ở tệ đông mấy khu vực làm cái thí nghiệm, thi hành cơ sở bóng đá, thử thành lập một bộ cơ sở phổ biến cùng chọn lựa kế hoạch ngươi liền đem câu lạc bộ này trở thành panmirac người ở panmirac như thế nào tuyển tiểu cầu thủ ở chỗ này ngươi liền như thế nào tuyển như thế nào bồi dưỡng đội ngũ huấn luyện viên dựa theo ý nghĩ của ngươi đến bồi dưỡng như thế nào thành lập đội ngũ trinh sát cũng có thể dựa theo ý nghĩ của ngươi đến ta muốn cùng sở hữu thí điểm khu vực cơ sở thể dục lão sư ký kết kim chức tuyển trạch viên hợp đồng hàng năm chỉ cần nghiêm túc thực hiện tuyển trạch viên chức trách thể dục lão sư đều sẽ có tuyển trạch viên trợ cấp nếu như đề cử cầu thủ có thể trúng cử chúng ta đội ngũ, cái này lão sư sẽ có trọng thưởng, còn có thể hưởng thụ cái này cầu thủ tương lai chuyển nhượng tiền lời, như vậy cơ sở lão sư khẳng định nguyện ý gia nhập. Santos nghe đến đó, gật đầu thật sâu. Tỏ vẻ đồng ý, điểm này, châu Âu và Nam Mỹ kỳ thật vẫn luôn làm như vậy, bọn họ ngoại trừ có chuyên trách thăm dò, còn có hệ thống thăm dò khắp toàn cầu, rất nhiều cầu thủ cao cấp chính là bị kim chức thăm dò phát hiện và đề cử câu lạc bộ. Được lão tang đồng ý, Trương Viễn tự tin hơn một chút. Ở phương diện đãi ngộ, lão tang cũng không cần lo lắng, tôi ở trên cơ sở hợp đồng tệ nguyên nổi 20%, hơn nữa mỗi năm hai lần vé máy bay qua lại Brazil, nếu như nguyện ý, lão tang còn có thể đón người nhà tới, ở chỗ này thuê phòng, chi phí câu lạc bộ ra. Trải qua một buổi sáng thảo luận, lão tang cơ bản đáp ứng điều kiện của Trương Viễn. Khi hỏi Diêu Nhất Tuyển có muốn đến hay không, Diêu Nhất Tuyển cười cười nói. Lão tang vừa đi, phiên dịch tiếng bồ đào nha của đội bóng sẽ không cần, tổng giám kỹ thuật tiếp theo nghe nói đến từ Serbia. Đội một còn thiếu một phiên dịch tiếng bồ đào nha, câu lạc bộ điều tôi đến đội 1, ngày mai tôi sẽ đi đội một báo danh, tôi muốn theo huấn luyện viên trưởng đội một học tập thật tốt. Tế nguyên đội bóng đá huấn luyện viên trưởng là thế giới danh soái, nổi tiếng chiến thuật đại sư nằm mơ cũng muốn làm huấn luyện viên trưởng diêu nhất tuyển tự nhiên không muốn buông tha cơ hội khó có được này trương viễn cũng không miễn cưỡng nữa trương viễn đem công tác khảo sát lục đảo bên này giao cho lão tang quần chúng bóng đá bên lục đảo bên này nền tảng tốt tỷ lệ phổ biến cao hắn tin tưởng lão tang có thể tuệ nhãn nhận châu đương nhiên trương viễn cũng có một tâm tư nhỏ muốn khảo sát năng lực nhìn người của lão tang một chút trước đó Trương Viễn đã mua một mảnh đất công nghiệp ở một bộ phận kết hợp đô thị và nông thôn phía đông thành phố Lịch Thành, làm nơi làm việc của câu lạc bộ và chuẩn bị xây dựng bốn sân bóng đá. Đến từ năm 2022, ông chắc chắn biết rằng mảnh đất rộng lớn cách một con đường sẽ trở thành CBG của thành phố trong vài năm tới. Chương 10 Tên nhỏ con sau lưng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã 12 giờ đêm, Trương Viễn từ trước máy tính đứng lên, cầm lấy ly nước đi lấy ly nước, đứng lên hoạt động thân thể, bởi vì cảm giác đầu có chút choáng váng, hắn chậm rãi chuyển động cổ cùng thân thể. Nhìn màn hình máy tính liên tục năm tiếng đồng hồ, khiến anh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Trên bàn làm việc đặt hai chồng để CD không cao lắm, bên phải là Trương Viễn đã nhìn kỹ, bên trái là còn chưa nhìn qua. Trương Viễn ngồi trên sofa, mở tivi, thả lỏng tâm tình một chút ngọn lửa thiên của thế vận hội Olympic đã được thắp lên, trận đấu đặc sắc, đội Trung Quốc mỗi ngày tranh vàng đoạt bạc, rất nhiều hạng mục đều giành được đột phá. Ngoại trừ chân đàn ông, Trương Viễn Cảm thán nói, thật sự là khó khăn. Trên TV đang chiếu tập cẩm thi đấu bóng đá thế vận hội Olympic, thiếu niên tóc dài mặc áo số 15, tên là Maxi, xuất hiện trước mắt Trương Viễn. Trương Viễn khẩn cấp mở ra chương trình. Hắn bức thiết muốn biết cái này tương lai vua bóng đá số liệu. Một dữ liệu nghịch thiên xuất hiện trước mắt. Lionel Messi sinh ngày 24 tháng 6 năm 1987 cấp độ ngôi sao. Vua bóng vị trí. Tiền đạo, eo trước giá trị thể chất. 8,5 giá trị bùng nổ. 9,8 giá trị kết hợp bóng người. 10 giá trị khả năng chuyển bóng. 10 sân bóng đại cục quan. 10 xúc bóng năng lực giá trị, 10.0 giá trị năng lực tấn công, 10 giá trị năng lực phòng thủ, 7.0 kỹ năng đặc biệt. Vành đai không tháo rời, bất khả chiến bại 30m, thoát khỏi phạm vi nhỏ điểm yếu của cầu thủ. Không bản mẫu, Maradona đây là lần đầu tiên Trương Viễn nhìn thấy đẳng cấp ngôi sao bóng đá là phân loại của vua bóng đá, trong ý thức của Trương Viễn, chỉ có Bailey và Maradona được gọi là vua bóng đá. Thân phận của ông chủ Mai luôn bị một số người hâm mộ nghi ngờ, đặc biệt là trong thời đại song kiêu tuyệt đại của Mai La. Tuy Maxi đã giành được tất cả vinh dự ngoại trừ World Cup, nhưng không có World Cup, vua bóng đá luôn không thể thực sự xứng đáng. Nhưng hệ thống của Trương Viễn đã đánh dấu Maxi vừa mới 21 tuổi là vua bóng đá. Ngay cả ông trời cũng cho rằng hắn cuối cùng sẽ lên ngôi vua bóng đá. Xem ra Maxi nhất định là thượng đế tạo ra. Trương Viễn thì thào nói. Trương Viễn tắt chương trình, một lần nữa trở lại hiện thực. Không thể sao không biết, một sao bị dọa nhảy dựng. Bọn nhỏ trong đĩa CD tuy rằng phi thường cố gắng đá bóng, nhưng trị số đáng thương ở trong đầu Trương Viễn không ngừng hiện lên, làm cho tâm tình Trương Viễn ở trong mất mát càng thêm mất mát. Ai còn không bằng không xem số liệu của Maxi. Trương Viễn lẩm bẩm, đương nhiên hắn cũng biết xác suất muốn chọn được maxi trong một thành phố còn thấp hơn trúng xổ số trương viễn lại thay một cái đĩa cd mau tiến lên nhìn quan khu phát ra tiếng rên rỉ ông ông tựa hồ đang yên lặng kháng nghị nó đã làm việc một ngày không nghỉ ngơi đầu óc trương viễn cũng ông ông tuy rằng trải qua rèn luyện lâu dài trương viễn đã có thể thuần thục khởi động đóng trình tự nhưng khởi động lâu dài như vậy vẫn rất phí thể lực trương dần dần cảm giác có chút thể lực chống đỡ hết nổi xem ra gần đây đến chỗ chị Phi có chút cần cù. Trương Viễn có chút xấu hổ nở nụ cười. Lại xem một tấm, xem xong đi ngủ, Trương Viễn tự nói với mình, sau đó ở bên tay trái lại lấy ra một cái đĩa CD bỏ vào ổ quan. Đây là trận quyết đấu giữa hai trường trung học không biết tên, hai bên đá rất kịch liệt, hai bên đều có một hai hạch tâm đá không tệ, người tới ta đi, đá rất có kết cấu. Trương Viễn liếc mắt một cái liền thấy được người vóc dáng nhỏ nhắn ở vị trí sau thắt lưng đội bóng xanh kia không giống người thường, chiều cao ước chừng 1 mét 5 bởi vì chất lượng tranh vẽ không đủ rõ ràng, nhìn không ra hắn trông như thế nào. Tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng diện tích phòng thủ rất lớn, toàn bộ lực khống chế ở giữa sân rất mạnh, vị trí thẻ cùng cướp đoạn sạch sẽ lưu loát, động tác không dây dưa dài dòng, sau khi lấy được bóng nhanh chóng dời đi, mấy cướp thẳng về phía trước rất có hương vị hai lần phản kích phạm vi lớn dời đi cũng phi thường đúng chỗ. Tuy rằng hai cầu thủ ở giữa sân đối phương người cao ngựa lớn, nhưng ở trước mặt hắn một chút tiện nghi cũng không chiếm được, còn để cho hắn dùng thân hình linh. Hoặc nhiều lần hoàn thành thoát khỏi. Thời điểm tiến hành đến 20 phút, vóc dáng nhỏ con thoát khỏi dây dưa giữa hai sân của đối phương, đưa ra một cước truyền bóng, tiền đạo bên xanh một đao đánh vào một bóng. Trương Viễn vội vàng mở chương trình, khẩn cấp nhìn lại số liệu của đứa nhỏ này quả nhiên không làm cho Trương Viễn thất vọng. Tính danh Bành Sưởng Ngọc sinh ngày 16 tháng 1 năm 1995 cấp độ ngôi sao Vị trí ngôi sao tương lai Hậu vệ, trung vệ giá trị thể chất 9,5 giá trị bùng nổ 8,5 giá trị kết hợp bóng người 9.0 giá trị khả năng truyền bóng 9.0 quan điểm đại cục của sân bóng 9.0 giá trị năng lực sút bóng. 9.0 khả năng tấn công 9.0 khả năng phòng thủ 9.5 kỹ năng đặc thù. Dán đất trảm, cấm khu phía trước trái tùy ý cầu. Điểm yếu của cầu thủ. Không bản mẫu, mà tờ số liệu này là Trương Viễn lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cũng là vị thiếu niên đầu tiên trong nước cấp bậc ngôi sao bóng đá là siêu sao tương lai. Mà thời điểm trùng hợp cầu thủ đầu tiên tiến vào tầm nhìn của Trương Viễn lại là cầu thủ mà Trương Viễn thích nhất. Mát. Trương Viễn vội vàng đưa số liệu của đứa bé này vào cơ sở dữ liệu, đây là đứa trẻ đầu tiên vào cơ sở dữ liệu. Trương Viễn lật danh sách, rất nhanh liền tìm được đứa nhỏ này. Bành Sưởng Ngọc, số 16, đến từ trường Trung học Doanh Tây. Một tuần trước, bên cạnh sân thi đấu khu Nam Sơn, trường Trung học Doanh Tây sắp bắt đầu trận đấu thứ hai, nghiêm liệt đang động viên trước trận đấu dưới ánh nắng chói chang. Trận đấu đầu tiên bọn họ thua bởi trường đặc sắc bóng đá nổi tiếng trong khu, trường trung học Nam Sơn, tuy rằng tình cảnh bọn họ cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng bởi vì cái đầu thấp hơn đối phương một cái đầu, khiến cho trường trung học Nam Sơn lợi dụng góc cầu cùng tùy ý ném vào ba quả bóng, cuối cùng lấy 2.3 thua trận đấu. Nghiêm liệt vẫn rất hài lòng với biểu hiện của bọn nhỏ, đội bóng này hắn thành lập hơn 2 năm, bại nhiều thắng ít, Lần này thi đấu với Nam Sơn, toàn trường chiếm ưu thế, chỉ là kinh nghiệm của bọn nhỏ không đủ, mới thua trận. Trận đấu hôm nay nhất định phải thắng, xong bại đào thải, thua thêm một trận nữa sẽ bị đào thải. Nghiêm liệt hôm nay đem đội hình điều chỉnh rất lớn, hắn đem Bành Sưởng Ngọc Mùng một điều vào danh sách đầu tiên, đánh trúng tiền vệ. Đây là cầu thủ nhỏ mà ông ấy coi trọng nhất. Trận đấu đầu tiên chính là bởi vì phòng thủ giữa sân có vấn đề để cho đối thủ đạt được mấy cơ hội tùy ý ném bóng. Mặt khác, Trương Đại Đồng đã điều Trương Đại Đồng đánh vào vị trí tiên phong trong trận đầu tiên. Đại Đồng là học sinh lớp 8, trước đây vẫn đánh vào vị trí tiên phong, gần đây chân anh ta rất thuận lợi. Theo tuổi tác trưởng thành, vóc dáng Đại Đồng một năm nay lớn lên rất nhiều, đã lên tới 175cm. Nghiêm liệt để cho các cầu thủ nhỏ ở bên sân gần sát vây thành một cái vòng nhỏ, hắn đứng ở chính giữa, lớn tiếng hô có muốn thắng bóng hay không muốn các cầu thủ nhỏ đồng thanh đáp lại thanh âm không đủ lớn nghiêm liệt lần nữa phát ra thanh âm muốn lần này thanh âm bọn nhỏ xông thẳng lên trời hô chỉnh tề mà vang dội nên làm cái gì bây giờ nghiêm liệt lại phát ra tiếng gầm liều mạng bọn nhỏ theo đó phát ra tiếng gầm mạnh mẽ có lòng tin hay không có lớn tiếng hơn nữa. Có. Bọn nhỏ dưới sự khích lệ nghiêm liệt, một đám tràn ngập ý chí chiến đấu. Trước khi lên sân khấu, nghiêm liệt cố ý gọi bành sưởng ngọc đến bên cạnh, nói chuyện đơn giản vài câu. Nói cho hắn biết, không cần khẩn trương, chỉ cần phát huy bình thường là được, bành sưởng ngọc cẩn thận nghe. Từ khi bắt đầu nhớ lại bành sưởng ngọc đã biết mình thích đá bóng, lúc nhỏ không có bóng đá, liền đá đá, đá bình nước, phạm là thứ có thể đá, hắn đều phải đá hai cước. Sau đó cậu hai thấy cậu thích đá bóng, tặng cho cậu một quả bóng đá. Đây trở thành bảo bối của hắn, cơ hồ mỗi ngày bóng không rời chân. Hắn học bộ dáng ngôi sao bóng đá trên tivi, học ném bóng, học truyền bóng, học truyền bóng. Hắn ở trong sân luyện tập ném bóng, lão nhân lão thái thái trong thôn đều nói bóng mọc trên chân tiểu yêu tử này. Đá lốp xe rách treo trên cây trong sân, bách phát bách trúng. Nhìn bé kham phạt bóng, anh cũng dùng vôi vẻ cầu môn trên tường phía tây sân lúa mạch phía đông thôn luyện tập bóng đá trên tường một vị trí dưới sự va chạm của quả bóng cao su tích lũy từng ngày lúng xuống một cái ổ giày chân phải luôn rất nhanh liền đá hỏng giày chân phải của cậu có vài miếng vá đều là đi tập trung tìm cha trương đại đồng vá bóng đá hỏng cũng tìm cậu vá cha đại đồng ở tập trung có một quán sữa xe sửa giày để tiết kiệm tiền có đôi khi hắn sẽ mang hai đôi giày chân trái đá bóng một đen một trắng, sau đó trắng cũng biến thành đen. Trường tiểu học không có đội bóng đá, nhưng Maradona là trái tim của các chàng trai trong trường. Đi tới doanh tây, lần đầu tiên lên lớp thể dục, sau khi làm xong hoạt động, thầy nghiêm ném cho mọi người một quả bóng đá, để mọi người tùy tiện đá chơi, một tiết thầy ghi được 10 quả bóng, trực tiếp làm các bạn nhỏ cấp hai sợ ngay người. Tăng học thầy nghiêm liền hỏi cậu có muốn vào đội bóng đá của trường hay không, Bành Sưởng Ngọc đương nhiên phi thường vui vẻ. Trận đầu không cho hắn lên, hắn có chút ủy khuất, còn rơi vài giọt nước mắt. Thầy Nghiêm khuyên cậu. Đối phương đều là học sinh lớp 9, người cao ngựa lớn, đều trên một M7, cậu sợ vóc dáng cậu quá thấp chịu thiệt, cậu còn nhỏ, sau này có cơ hội. Trận đấu thứ hai, thầy Nghiêm liền quyết định cho cậu lên sân khấu, hơn nữa mở màn còn cố ý dặn dò cậu đây là lần đầu tiên bành Sưởng ngọc đá trận đấu chính thức hắn vô cùng hưng phấn